chương 4040, nhi đồng có vấn đề. Chớ đi, chớ đi qua. Tiểu la lị tóc bạc đuổi theo, nói. soái ca, người tên là gì? Lăng Hàn vui vẻ, tiểu nha đầu này cũng quá vội vàng, hơn nữa cũng quá không sợ người lạ, người không sợ ta lửa bán người sao. Tiểu cô nương xinh đẹp như thế, kém chút là có thể so tài với hổ nữ khi còn bé. Ta tên là Lăng Hàn, hắn cười nói, người tên gì, ta là Đại Ma Vương. Tiểu la lị tóc bạc ưỡn ngực, Lăng Hàn cười ha ha, không nói gì, nhìn ngươi muốn biết như vậy, ta có tâm tư tốt nói cho ngươi biết. Tiểu la lị tóc bạc hừ hừ vài tiếng, nói, ta tên là Đường Vân, nhưng người trong nhà đều gọi ta là kẹo sữa nhỏ. Lăng Hàn tươi cười, cười, sữa kẹo nhỏ, ân, xương hô thật chuẩn xác. Kẹo sữa nhỏ, tại sao ngươi lại đi một mình? Hắn hỏi, Đường Vân lập tức lộ ra dáng vẻ như phòng trộm, lùi ra phía sau một bước, nói. Có phải ngươi muốn lừa bán ta hay không? Ta cho ngươi biết, ta rất lợi hại đấy Người sẽ xui xẻo sau đó nàng khóc lớn mụ mụ ta nhớ mụ mụ người bên ngoài thật đáng sợ muốn lừa bán kẹo sửa nhỏ đáng yêu xinh đẹp nhu thuận hiếu thuận nàng nghĩ nghĩ lại giơ ngón tay lên đếm thông minh dũng cảm lăng hàn tức xì khói quát không có người nào lừa bán ngươi yên tâm đi hắn thở dài hắn cố gật đầu ngươi sẽ không lừa bán kẹo sửa nhỏ tiểu la lị tóc bạc nghiêng đầu nhìn lăng hàn sẽ không lăng hàn lắc đầu sau đó nói thầm cũng phải bán được giá mới được oa à, đường vân lại khóc đưa tay chỉ lăng hàn nói quả nhiên ngươi vẫn muốn lừa bán ta ô ô ô ta thật đáng thương mà nàng lột sữa kẹo ra vừa khóc vừa ăn nhai lấy nhai để nàng liền không khóc dù sao cũng không có nước mắt vậy ngươi phải tìm người tốt một chút mỗi ngày đều phải có kẹo ăn lăng hàn càng tức giận nói không bán không bán đường vân giang tay ra thật là chán không chơi người ta còn cảm thấy rất thú vị cạch 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 cạch, nàng nhai sữa kẹo, dáng vẻ rất thoải mái. Lăng Hàn có thể khẳng định, tiểu la lị tuyệt đối không phải người thiên hải tinh, nàng đến từ tinh thể khác, bởi vì lai lịch của nàng càng lớn nên mới có thể đáp phi toa. Người rời nhà trốn đi, hắn hỏi, tiểu la lị sợ hãi, làm sao người biết, có phải người vụng trộm theo dõi ta hay không, đã sớm muốn bắt cóc ta. Nàng cực kỳ tự luyến, không có biện pháp, ai bảo ta đáng yêu như thế, xinh đẹp, nhu thuận, hiếu thuận, ách nàng lại quên từ, thông minh, dũng cảm, lăng hàn nói thay nàng, ừm ừ, kẹo sửa nhỏ ưu tú như vậy, tiểu la lị gật đầu, phương hướng của ngươi hơi sai lầm, vừa rồi không phải đang nói chuyện lừa bán sao. Cũng nên quay về nhà đi, người trong nhà sẽ lo lắng. Lăng hàn nói, mặc dù như kiếm hoa vừa đến đã bị hắn gõ ám côn, cướp sạch không còn, đó là bởi vì đối phương đáng đời. Tiểu la lị này lại là người bỏ nhà trốn đi, Lăng Hàn không đành lòng hạ thủ. Đường Vân gật đầu, mái tóc bạc xinh đẹp bay bay giống như tinh linh. Ta mới không cần, mụ mụ sẽ mắng ta, bà bà cũng không giúp ta, ra ra không có mặt, ta muốn rời nhà trốn đi, muốn dọa bọn họ. Mắng hai câu liền rời nhà trốn đi, ngươi bình thường được sủng ái cỡ nào? Lăng Hàn lắc đầu, tại sao mụ mụ ngươi mắng ngươi? Ta không ăn cơm xong, mẹ liền mắng ta, ba ba tệ hơn, không giúp ta. Tiểu La Lị rất tức giận, Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, đúng là tiểu tổ tông. Nhanh dùng phi toa quay về nhà đi hắn nói không được đã dùng hết năng lượng tiểu la lị lắc đầu sau đó nắm góc áo của lăng hàn đại thúc cho ta làm con gái của ngươi mấy ngày đi ta đáng yêu như thế xinh đẹp nhu thuận hiếu thuận ngừng 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 lang hàn vội vàng khoát tay ta không nuôi nổi ngươi đâu tiểu la lị ăn vặt đều là sữa kim vân nhiêu, giết hắn cũng không đảm đương nổi ta chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vặt đường vân mà dương dương đắc ý nói đã rời nhà trốn đi tại sao có thể không có chuẩn bị đây nói chuyện rất có đạo lý nhưng vì cái gì ngươi không mang theo nhiều năng lượng một chút phi toa bay nửa đường liền vô dụng trong pháp khí không gian của ngươi đều là đồ ăn vặt lăng hàn trợn mắt không đặt đồ ăn vặt thì dùng làm gì tiểu la lị hỏi lại dáng vẻ rất hồn nhiên tốt ga à, ngươi thắng lăng hàn thở dài nói được rồi ngươi đi theo ta vài ngày chờ phi toa dùng được lại quay về nhà cho ta mặc dù đầu óc tiểu la lị không bình thường nhưng hiển nhiên không phải đồ đần lúc này thật không nghĩ đối nghịch với lăng hàn trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý phi toa có thể dùng được lúc nào không phải do nàng định đoạt sao lý tưởng vĩ đại của nàng chính là thành lập vương quốc sau đó lại tìm rất nhiều soái ca đứng xếp hàng đút cho nàng ăn không được đột nhiên lăng hàn biến sắc hắn cảm ứng có mấy đạo khí tức cường đại đang bay tới nơi này hắn vừa định phủ thêm ra hư không thú nhưng đã chậm hiu 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 y năm đạo bóng người đã xuất hiện như kiếm hoa cùng hắn bốn tên lão bộc thật sự là âm hồn bất tán, tại sao lại đuổi tới? Lăng Hàn biết, nhất định là phi toa của tiểu la lị rơi xuống gây ra động tĩnh nhưng mấy người này ở gần đây lại làm hắn kinh hãi. Thiếu ra, chính là hắn, Uông Toàn lập tức chỉ vào Lăng Hàn, hắn thật sự là cực hận Lăng Hàn, làm hại mình bị nghiêu kiếm hoa nhục mạ đủ kiểu, cũng sắp hoài nghi nhân sinh. Nghiêu kiếm hoa nhìn Lăng Hàn, hắn cảm thấy kỳ quái, chính mình bị một sao băng hấp dẫn, không nghĩ tới lại đúng dịp gặp được Lăng Hàn. Nhưng nếu Lăng Hàn chính là tàn dạ, như vậy, gia hỏa này xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, lúc trước mình đáp xuống tinh cầu này, chẳng phải gia hỏa kia cũng gõ ám côn mình sao? Hừ hừ, nếu thật là ngươi, ngươi sẽ hối hận vì sống trên đời này. Như kiếm hoa lại nhìn tiểu la lị, hắn giật mình, tại sao có tiểu cô nương xinh đẹp như thế? Trên lý luận trúc cơ cảnh có tư cách vượt qua tinh không, nhưng dùng tốc độ trúc cơ cảnh, xuất phát từ một viên tinh thể, cho dù bay tới khi thọ nguyên khô cạn cũng không thể đến tinh cầu tu luyện khác. Cho dù là hắn, dựa vào thủ đoạn của hóa linh chân quân cũng cần thời gian một năm mới tới nơi này. Tiểu la lị tuyệt đối là thật la lị, cũng không phải lão yêu quái giả trang, cho nên, sau lưng của nàng khẳng định cũng có hóa linh chân quân. Vì cái gì không phải đại năng tiểu thừa cảnh, bởi vì cấp độ thiên hải tinh rất thấp, đại năng cấp giáo chủ sẽ để ý sao? Không đúng, mặc dù đại năng cấp giáo chủ trướng mắt nhưng cho hậu bối bọn họ rèn luyện lại không có vấn đề gì. Nhiều kiếm hoa cũng không thể khẳng định rốt cuộc, bối cảnh tiểu la lị mạnh mẽ đến mức nào hắn quyết định từ từ một chút, cũng tìm hiểu thân phận chân thật của Lăng Hàn. Ngươi là Lăng Hàn, hắn hỏi Lăng Hàn, chương 4041, lừa bịp. Lăng Hàn chấn định tự nhiên, gật đầu, nói, là ta, có gì chỉ giáo, ngươi rất giống một người. Như kiếm hoa lạnh lùng nói, người anh Tuấn tiêu sái như ta, tại sao còn có người giống ta? Lăng Hàn kinh ngạc nói, Phốc, tiểu la lị bật cười, nàng chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy ra mặt như kiếm hoa run run vài cái vì cái gì người này vừa nói chuyện thì hắn có cảm giác bị chọc giận như vậy từ điểm này hắn rất giống với tàn giả kia tha giết lầm cũng không bỏ sót bắt người hắn hạ lệnh vâng thiếu ra bốn lão giả đều khinh miệt nhìn lăng hàn đối phó một khai khiếu cảnh nho nhỏ bốn người bọn họ không cho rằng đây là việc lớn cho nên bọn họ đều chậm rãi tới gần cũng không sốt ruột bọn họ muốn gây áp lực lên lăng hàn Lăng Hàn suy nghĩ thật nhanh, hắn phải dùng chỉ xích thiên nhai chạy đi sao? Không nói tới chỉ xích thiên nhai có bị cường giả tiên đồ ngăn cản hay không, cho dù không, hắn bỏ chạy thành công, lại dùng ra hư không thú trốn thoát nhưng tiểu la lị làm sao bây giờ, có biến thành nơi chút giận hay không? Các người muốn bắt cóc kẹo sữa nhỏ đáng yêu, xinh đẹp, nhu thuận, hiếu thuận, ân. Còn có thông minh, dũng cảm sao? Tiểu la lị run rẩy lên tiếng, dáng vẻ sợ hãi, lăng hàn nhìn ánh mắt nàng không có chút sợ hãi nào mà là tràn ngập hưng phấn hắn là chuyên gia hãm hại người lăng hàn có thể khẳng định trăm phần trăm tiểu la lị này muốn gây sự bại hoại xuất hiện kêu gọi thần long biến thân tiểu la lị vừa nhảy vừa hô còn bày ra tư thế làm người ta xấu hổ nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là một tia sáng bạc bao phủ thân thể nàng nói xác thực là một viên nút thắt sau đó bao phủ nàng vào trong chờ ánh sáng bạc biến mất tiểu la lị đã mặc một bộ chiến giáp màu bạc Nhìn thấy việc này, phản ứng đầu tiên của Ngưu Kiếm Hoa chính là bộ chiến giáp thứ hai bị cướp đi. Sau đó hắn lại phủ định, bộ chiến giáp này hoàn toàn khác biệt, mặc dù cũng màu bạc nhưng đường vân trên đó vô cùng ngây thơ, đánh chết hắn cũng không mặc lên người. Bọn cướp không biết xấu hổ, ta muốn thành lập một vương quốc to lớn, làm đại ma vương, các ngươi sẽ thành nô bộc của ta. Tiểu La Lị cực kỳ hưng phấn, giết ra ngoài, được chiến giáp trợ giúp, tốc độ của nàng nhanh đến mức kinh người, ầm, cũng đụng bay một lão giả lợi Hải, đây là cực đạo lực, ta cẩn thận, ba lão giả còn lại hô lớn, lão giả bị đụng bay đứng lên, khóe miệng chảy máu, hắn là trúc thiên cơ, bị cực đạo lực đụng vào cũng cảm thấy khó chịu. Nghiêu kiếm hoang nghiêm túc, một tiểu la lị lại thể hiện chiến lực kinh người, điểm thứ hai, tiểu la lị vẫn chưa bước vào tiên đồ, nàng được chiến giáp trợ giúp lại phát huy cực đạo lực, điều này nói rõ cái gì? Phẩm chất bộ chiến giáp cao kinh người, vượt xa hai kiện của hắn. Nội tâm hắn ngứa ngáy, nếu hắn có thể đạt được, chiến lực sẽ tăng lên cỡ nào. Chú đỉnh sao, người có thể tùy tiện lấy ra bộ chiến giáp này, thế lực sau lưng cường đại cỡ nào. Hơn nữa, người ta là một tiểu cô nương, có thể đi một mình sao. Chắc chắn người lớn trong nhà đang ở gần đó, cưỡng đoạt chỉ dẫn xui xẻo cho mình mà thôi. Hắn lại nghĩ tới một khả năng, tiểu la lị là nhi đồng có vấn đề, rời nhà trốn đi. Đi, hắn quát một tiếng, dẫn đầu rời đi. Hắn chỉ hoài nghi lăng hàn chính là tàn dạ, nếu vì hoài nghi mà đắc tội một thế lực thần bí mà cường đại sau lưng, người thông minh không nên làm việc này. Ha 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 ha, biết bản ma vương lợi hại chưa? Tiểu la lị nhún nhảy một cái, nàng cực kỳ hưng phấn. Lăng hàn im lặng, nghiêu kiếm hoa xem như xuất sư bất lợi, đụng phải một tiểu la lị không đáng tin nhưng quá cường đại. Ba, tiểu la lị lập tức thu hồi chiến giáp, chiến giáp lại hóa thành một cái phi toa. A, à, biến hóa sai hình dáng, tiểu la lị thì thào, sau đó phi toa lại biến mất lăng hàn nhìn tiểu la lị không nói gì có phải bị vũ lực của bản ma vương hù sợ hay không đường vân dương dương đắc ý lăng hàn hừ một tiếng nói vừa rồi ai mới nói phi toa đã hết năng lượng trước chiến giáp còn có hình thái phi toa làm gì có khả năng hết năng lượng tiểu la lị le lưỡi một cái hỏng bét lộ tẩy nàng tươi cười lấy lòng đẹp trai người đang nói cái gì người ta nghe không hiểu nhanh đi về lăng hàn phất tay nhi đồng có vấn đề nên về nhà thật nhanh nếu bởi vì mà dẫn đại năng cấp giáo chủ đến đây, việc vui lớn lắm. Không trở về, tiểu la lị hờn dỗi, chu miệng nhỏ, lăng hàn lại nói, nàng cũng lờ lăng hàn, đúng là tiểu hài tử, lăng hàn phủi mông một cái, nếu ngươi không nghe, ta cũng không quản ngươi, hắn cất bước rời đi, đi chưa được mấy bước, lăng hàn quay lại, nhìn thấy tiểu la lị đi sau lưng hắn, thấy hắn nhìn lại thì quay đầu sang nơi khác, dáng vẻ ta không quan tâm tới ngươi. Lăng hàn lại đi, tiểu la lị vẫn theo sát, tại sao muốn theo ta? Lăng Hàn dừng bước lại hỏi, Đường Vân cũng không hờn dỗi, nói, bởi vì Soái ca là người tốt, nghe một tiểu la lị 6-7 tuổi phát thẻ người tốt, đây là trải nghiệm thế nào? Lăng Hàn lắc đầu, tại sao biết ta là người tốt? Nói cho người biết, ta là người rất xấu, giết người phóng hỏa, buôn bán tiểu tử đều làm qua. Lúc này, tiểu la lị không sợ, nàng cười nói. Nghe thật vui, chúng ta lúc nào đi giết người phóng hỏa. Giết người sẽ có máu đấy, người ta hơi sợ phóng hỏa chơi cũng vui người ta thường xuyên chơi sau mỗi lần chơi đều bị mụ mụ đánh đòn lăng hàn đổ mồ hôi lạnh nàng không phải nhi đồng có vấn đề mà là siêu cấp nhi đồng có vấn đề hắn tạo nghiệt gì tại sao lại đụng phải tiểu tổ tông như vậy ai hắn thở dài ai tiểu la lị cũng học thở dài xem ra chính mình bị lừa bịp tốt rồi ta tạm thời chiếu cố người mấy ngày nhưng ngươi nhất định phải nhanh liên lạc với gia đình của mình bảo bọn họ đến đón ngươi lăng hàn nói Hiện tại hắn không yên lòng bỏ tiểu la lị đi một mình, bởi vì ai biết nàng sẽ đi tới nơi nào. Được, nếu ngươi nhất định phải chiếu cố người ta, người ta liền cố mà làm, cho ngươi chiếu cố hai ngày. Tiểu la lị làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, ngươi cũng không nên được tiện nghi còn khoe mẽ. Lăng Hàn cảm thấy đau răng, hắc hắc, đường vân tươi cười lấy lòng. Đi một hồi, tiểu la lị nói chân đau, muốn Lăng Hàn ôm, lại đi một hồi, nàng lại đói bụng. Thật sự là nhặt tiểu tổ tông trở về, Lăng Hàn âm thầm hối hận, vì sao lúc trước lại hiếu kỳ như vậy, nhất định phải đi xem bên trong sao băng là gì. Soái ca, mau xem sao băng, đột nhiên tiểu la lì kêu lên, chương 4042, chống đỡ đế đô. Khốn kiếp, chẳng lẽ trên người mình có ánh sáng hấp dẫn rắc rối hay sao? Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại phát hiện nó thật là một viên sao băng, cũng không phải người đến từ bên ngoài, hắn thở ra một hơi. Rốt cuộc vận khí của mình không kém như vậy. Hai ngày sau, lăng hàn về tới đế đô đầu hắn lớn hơn trước vài lần đường vân đúng là nhi đồng có vấn đề hơn nữa vấn đề siêu cấp to lớn trên đường đi không biết chế tạo bao nhiêu phiền phức tiểu la lị tóc bạc lại không vui trên đường đi nàng tràn ngập phấn khởi muốn phóng hỏa ăn cướp đều bị lăng hàn ngăn lại làm nàng rất khó chịu nàng tới làm đại ma vương lăng hàn cảm thấy có cần phải khuyên bảo một tiểu la lị hay không người đế đô nhiều như vậy vạn nhất tiểu la lị chơi quá vui sẽ tạo thành phá hoại đáng sợ cỡ nào mấu chốt là sau lưng người ta chính là đại năng cấp giáo chủ sợ sẽ gây ra phiền toái to lớn kẹo sữa nhỏ tại sao ngươi muốn làm đại ma vương lang hàn hỏi bởi vì ngoại công của ta là lão ma vương cho nên ta muốn làm đại ma vương tiểu la lị nói nàng nhìn chung quanh thời điểm nhìn thấy người bán kẹo hồ lô bên đường nước miếng nàng chảy ra nàng từ xưa đến nay không có sức chống cự với thứ ngọt ngào a à, hóa ra mấu chốt nằm trên người ngoại công của nàng ngoại công của ngươi làm cái gì mà bị gọi là ma vương lang hàn lại hỏi tiểu la lì cười nói ngoại công tự xưng thiên ma chuyên môn đối địch với người tự xưng chính đạo lúc hắn còn trẻ bắt rất nhiều thánh nữ cũng ngủ với các nàng hiện tại đều thành di nãi nãi của ta Lăng hàn đổ mồ hôi lạnh quả nhiên tiểu hài này trưởng thành sớm ngay cả ngoại công của nàng bắt nhiều thánh nữ và ngủ với người ta hơn nữa còn không xảy ra chuyện gì việc này cần thực lực cường đại cỡ nào ngoại công chỉ có một con gái là mụ mụ của ta mụ mụ ta cũng quá không xong, từ nhỏ đã lén bỏ nhà trốn đi, lại bái vào tông môn của phụ thân, hai người tình chàng ý thiếp, củi khô lửa cháy, liền biến thành gian phu dâm phụ. Tiểu la lị lại tháo mấy cây kẹo hồ lô xuống, lang hàn lại đổ mồ hôi lạnh, tiểu la lị này rất thích dùng thành ngữ nhưng lại dùng linh tinh, có ai miêu tả phụ mẫu mình như thế không? Hơn nữa, tiểu la lị có mau bệnh rời nhà trốn là di truyền. Chờ một chút, mẫu thân người mấy tuổi mới trốn nhà đi. 15, 16 tuổi, Tiểu la lì cắn kẹo hồ lô, vừa đếm ngón tay, lang hàn sợ hãi, hắn lại nghĩ tới nhị hoa. Lang hàn thở dài, vậy thì tương đối bình thường, không giống tiểu la lị đáng giận này. Hắn trả tiền, tiểu la lì không vui, người ta chính là đại ma vương, tại sao phải trả tiền? Lang hàn cười ha ha, đừng nóng vội, đế đô có thiếu gia ăn chơi, có rảnh rỗi ta dẫn người đi đánh chúng. Tốt lắm, tiểu la lị ngậm kẹo hồ lô trong miệng, vỗ tay một cái. Tiểu ma vương đến, liền hỏi các ngươi có sợ hay không lăng hàn mang theo tiểu la lị đi tới ngoại vụ phủ tiểu la lị một tay nắm lấy góc áo lăng hàn có vẻ hơi e ngại khốn kiếp nàng đang giả heo ăn thịt hổ lăng hàn bắt đầu hối hận mang tiểu la lị về đế đô vô cùng có khả năng là quyết định sai lầm a à, tiểu cô nương đáng yêu hiên viên định quốc vừa vặn đi tới hắn không che đậy miệng nói chạy ra ngoài một chuyến lại mang con gái tư sinh trở về người ta không phải tiểu cô nương đáng yêu Tiểu la lị vội vàng uốn nắn. Người ta là kẹo sữa nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, nhu thuận, hiếu thuận, ân. Thông minh, dũng cảm, hiên viên định quốc chố mắt, sau một lúc mới nói. Lăng Hàn, nhà đầu này là lão yêu quái biến thành. Người mới là lão yêu quái, người ta giả chỗ nào. Tiểu la lị lớn bất mãn, nàng dùng tay chỉ hiên viên định quốc, lớn tiếng kêu lên. Siêu cấp lôi quang pháo, chuẩn bị cấp 1, chuẩn bị cấp 2, phát xạ. Phanh, trung tâm bàn tay nàng có quang trụ bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong nháy mắt đã đánh vào người hiên viên định quốc. Em gái ngươi, hiên viên định quốc không kịp trốn tránh, hắn hét thảm thiết và bị quang trụ đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào vách tường, tạp tạp tạp, trên vách tường xuất hiện nhiều vết dạn nứt, cũng may là không có sụp đổ. Tiểu la lị cười hì hì, lại biến thành người vô hại, lại cầm kẹo hồ lô lên ăn. Lang Hàn không ngăn cản, uy lực của pháo vừa rồi chỉ bằng cấp bậc tầm bí cảnh, còn chưa đủ oanh sát hiên viên định quốc. Cho ra hỏa này ăn chút đau khổ cũng tốt, về sau cũng không dám chiêu chọc tiểu la lị này. Phụ thân, tiếng gào thét vang lên, bảy tiểu hoa nhi chạy ra, thời gian trôi qua thật lâu, các nàng vẫn không thay đổi gì. Một hai ba bốn năm sáu, tiểu la lị đếm, nàng há miệng, cũng quên ăn kẹo hồ lô. Quá lợi hại, sinh nhiều như thế. Lăng Hàn, người ta xem thường ngươi. Cuối cùng, nàng ngửa đầu nói với Lăng Hàn, xem thường ta cái gì. Lăng Hàn nhìn tiểu la lị, quả quyết không hỏi tới, trực giác nói cho hắn biết sẽ không phải chuyện tốt. Bích tiêu công chúa đi ra, nhìn thấy Lăng Hàn bình yên vô sự trở về, nàng thở ra, thời điểm ánh mắt lại nhìn thấy tiểu la lị, đôi mắt của nàng sáng lên. Nàng chưa từng gặp qua tiểu cô nương đáng yêu như thế, phấn điêu ngọc chắc như tinh linh. Có phải ghen tị kẹo sữa nhỏ xinh đẹp hay không? Tiểu la lị cười hì hì, nói, người quái dị, người chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bích tiêu công chúa tức giận, tiểu cô nương đáng yêu thì đáng yêu nhưng miệng lưới quá cay độc không thể không có lễ phép gọi là tỷ tỷ lăng hàn khiển trách đường vân chép miệng nàng không tình nguyện nhưng vẫn nói tỷ tỷ xấu được rồi người gọi chi bằng không gọi người nhặt được đứa bé này ở đâu bích tiêu công chúa hỏi nàng rất hiếu kỳ không phải lăng hàn đi tham gia giải thi đấu luận võ hay sao vì sao mang theo một đứa bé quay về ta nói nàng rơi từ trên trời xuống bị ta nhặt được người có tin hay không lăng hàn cười nói bích tiêu công chúa chỉ cười ha ha cũng trợn mắt lườm lăng hàn đúng mà ta biết ngươi không tin đường vân sinh ra hứng thú với bảy tiểu hoa nhi nàng líu díu nói gì đó với bảy tiểu hoa nhi dường như hai bên đã trở thành hảo bằng hữu lăng hàn nghe rằng bảy tiểu hoa nhi không phải đèn cạn dầu lại thêm tiểu la lị chỉ sợ thiên hạ không loạn lực phá hoại sẽ tăng lên rất nhiều hắn lại không thể không quản tiểu nha đầu chỉ có thể chú ý nàng nhiều hơn những ngày gần đây có đại sự gì xảy ra hay không?" Lăng Hàn hỏi Bích Tiêu công chúa. "Có." Bích Tiêu công chúa gật đầu. "Hiện tại các thế lực lớn đang khuếch trương địa bàn, bốn hóa linh cảnh cầm đầu tổ kiến bốn siêu cấp thế lực, các tông môn còn lại cùng quy thuật. hiện tại thiên hạ đã chia cắt xong." Theo thám tử hồi báo, những thế lực kia liên tục phái người ra ngoài dò xét, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chương 4043: Ngũ hành tạo hóa đan. Lăng Hàn sững sờ, quả là thế thái cổ chân quân thoát ly lồng giam lại còn khai tông lập phái ở nơi này việc này đã không hợp lý ngay từ đầu chỉ có một lời giải thích bọn họ muốn đạt được cái gì đó ở nơi này có thể là công pháp có thể là tiên dược có thể là pháp khí nhưng có thể khẳng định là cho dù là thứ gì nó cũng là bảo vật cực kỳ trân quý đáng giá bọn họ bốc lên nguy hiểm lưu lại nơi này có trời mới biết thanh long hoàng triều có tâm huyết dâng trào hay không phái người tới dò xét nơi này Trừ ngươi ra, trong ngoại vụ phủ không còn người tài ba nào khác. lang Hàn cao mày, hiện tại các thế lực nhỏ đều là đầu nhập vào thế lực vừa, thế lực vừa lại đầu nhập vào thế lực lớn, mặc dù không thống nhất bằng quốc gia, nếu động tới những thế lực nhỏ kia, làm vậy chính là công khai đối kháng thế lực hóa linh cảnh, đây không việc khôn ngoan. Không nghĩ tới, bên trong lồng giam lại có hóa linh chân quân, nếu không, chỉ một mình bệ hạ cũng có thể ra tay chân áp. Bích tiêu công chúa cảm khái, điều thám tử ra ngoài, nghe lén thiên hạ, mấy hóa linh chân quân ở lại nơi này lưu luyến không đi, khẳng định có toan tính không nhỏ. Lăng Hàn nói, được, bích tiêu công chúa gật đầu. Lăng Hàn nhìn lên bầu trời, tà dương đỏ như máu, dường như đang biểu thị một trận chém giết máu tanh. Thậm chí hắn đã nghĩ đến, Trần Phong Viêm mạo hiểm thành lập huyền Bắc Quốc, có phải hắn cũng đang tìm kiếm món bảo vật kia hay không? Nếu không, hắn là dương nhiệt trần gia, khẳng định càng bị thanh long hoàng triều kiêng kỵ, muốn trừ đi cho thống khoái. Một đêm qua đi, Lăng Hàn vừa mới kết thúc tu luyện, hắn nhận được tin tức đế đô bốc cháy ly kỳ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là tiểu la lị và bảy tiểu hoa nhi. Hắn gọi đám tiểu hài tử tới trước mặt, không cần hắn hỏi, tiểu la lị cũng đã hưng phấn mang chuyện nàng và bảy tiểu hoa nhi phóng hỏa. Tiểu nha đầu, người bị dậy hư, lang hàn khoát tay, hắn bắt lấy đường vân và đặt lên chân mình, muốn đánh mông nàng. Tu vi chân thật của tiểu la lị chính là minh văn cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Lăng hàn, nàng đạp loạn hai chân soái ca xấu nếu ngươi dám đánh mông nhỏ của ta ta sẽ dùng lôi quang pháo bắn chết ngươi ngươi thử xem lăng hàn sụ mặt hắn vươn tay đánh xuống a à, tiểu la lị kêu thảm thiết mặc dù đau đến mức chảy nước mắt nhưng nàng không có sử dụng phi toa hóa thành chiến giáp bảo vệ lăng hàn ngừng tay tức giận nói đừng kêu đây là trừng phạt tiểu la lị chảy nước mắt nàng tức giận lườm lăng hàn ngươi là người xấu Hi hi, đám tiểu hoa nhi cười to nhìn thấy ánh mắt lăng hàn nhìn sang vội vàng thu hồi nụ cười, lại chỉ về phía tiểu la lị. Phụ thân, không liên quan đến chúng ta, tất cả đều là nàng dẫn chúng ta theo. Tiểu la lị cứng họng, chính mình bị bán như vậy. Hoa hoa hoa, các ngươi là người không có nghĩa khí. Lăng hàn vuốt vuốt đầu tiểu la lị, lúc trước ta bảo ngươi thế nào, gặp được người xấu. Người phải giáo huấn bọn chúng nhưng không thể làm loạn không có nguyên tắc như phóng hỏa, sẽ làm người ta chán ghét. Ô ô ô, về sau người ta không dám, tiểu la lị nằm lên người lăng hàn, còn giả bộ, không có rơi giọt nước mắt nào. Lăng Hàn lắc đầu, tiểu la lị ngẩng đầu, nước mắt là có nhưng đều là lúc bị đánh, nàng chu miệng nói. Người xấu, người ta không muốn để ý đến ngươi. Lăng Hàn hiếu kỳ, nói, ngươi mặc bộ chiến giáp kia lên người, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Người ta biết ngươi vì tốt cho ta, tiểu la lị đếm đếm ngón tay, mười phần ủy khuất nói. Ngươi vẫn đánh người ta, ô ô ô, mông đau quá. Ân, tiểu cô nương này còn chưa tới mức hết thuốc chữa. Lang Hàn cười cười, xem người ngoan ngoãn, dẫn người đi ăn đồ nướng. Tốt, Tiểu La Lị vỗ tay, nàng tươi cười rạng rỡ, cho dù nước mắt chưa khô nhưng nụ cười rất đáng yêu. Phụ thân, chúng ta cũng muốn ăn. Đám tiểu hoa nhi cùng kêu lên, được, đều đi ăn. Lang Hàn còn kéo Bích Tiêu công chúa đi cùng, bằng không một mình hắn đối phó tám đứa bé, thật sự không thể ăn cái gì. Hai người lớn dẫn theo bảy tiểu hoa nhi và tiểu la lị vào quán ăn, sau khi ngồi trong quán đổ nướng, người trong quán đều nhìn sang đây là đại mỹ nhân, tiểu la lị quá đáng yêu, sáu đứa bé càng đáng yêu, sách, gia đình này thật đặc biệt, nhất là sáu đứa bé kia, khẳng định cùng một bào thai, bụng đại mỹ nhân này chứa nổi sao. Bích tiêu công chúa không biết mình đã thăng cấp thành mẫu thân, hơn nữa còn là siêu cấp mẫu thân có thể sinh sáu đứa bé cùng lúc, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ bộc phát. Soái ca, xem người toàn tâm toàn ý quan tâm tới kẹo sữa nhỏ như vậy, người ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Tiểu la lị cầm lấy thịt xuyên, vừa ăn vừa nói không rõ ràng lăng hàn nghĩ đến hổ nữ nhà đầu này có bản sự rất lớn có thể vừa ăn vừa nói mà không bị ảnh hưởng chút nào thật muốn gặp lại bọn họ lăng hàn thở dài sau đó nói a à, kẹo sữa nhỏ dự định chỉ điểm ta thế nào hắn cũng thuận miệng nói tiểu la lị hừ hừ nói người ta dùng bảo quang nhãn quan sát người phá vỡ sáu bảy thành trói buộc người bây giờ mới tiến vào khai khiếu cảnh hiển nhiên còn muốn mở toàn bộ gông cùm trong cơ thể Lăng Hàn kinh ngạc, tiểu la lị có thể nhìn mình thông thấu như vậy sao? Sau đó thì sao? Hắn hỏi, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Ngươi rất lợi hại đấy, dựa theo ngươi tu luyện như vậy, đến cuối tầm bí cảnh, tối đa chỉ đánh nát chín thành gông cùm, không có khả năng đạt tới 10 thành. Tiểu la lị nói, ngươi có biện pháp nào giúp ta đạt tới 10 thành hay không? Đột nhiên Lăng Hàn sinh ra hứng thú. Đương nhiên, tiểu la lị kiêu ngạo nói. Nói một chút, Lăng Hàn nói, tiểu la lị lại bày giá đỡ cho mình. Người ta khát, lang hàn rót một chén trà đưa sang, uống đi, người ta cảm thấy hơi nóng, tiểu la lị lại nói, lang hàn cầm quạt và quạt cho nàng, mông người ta đau, tiểu la lị chu miệng, người còn cảm thấy cái gì nữa thì nói đi, lang hàn cười nói, hắn lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Quả nhiên tiểu la lị không còn kinh kiệu, nói, người hiện tại cần một viên ngũ hành tạo hóa đan, thứ này giúp người mở ra nhiều gông cùm, tăng thêm người cố gắng đạt tới không linh thuần tịnh thân, cho nên không có vấn đề gì. Bích tiêu công chúa vừa nghe lại đỏ mắt, chen lời nói. Vậy ta có thể ăn được không? Người ta xem giúp ngươi. Tiểu la lị cầm lấy thiên lý nhãn, lại nhìn sang bích tiêu công chúa, còn không ngừng dùng thiên lý nhãn quan sát, hơn nữa còn xem rất nhập tâm. Thế nào, ngươi thấy được cái gì? Bích tiêu công chúa hỏi, tiểu la lị không nói thêm lời nào. Nội y màu đỏ, tiểu la lị đặt thiên lý nhãn xuống. Gương mặt bích tiêu công chúa đỏ bừng, đây là tiểu hài tử sao? mươi 4044, đi đến Nguyệt Hoa Tinh. Nhìn thấy cái cổ trắng như ngọc của bích tiêu công chúa đỏ bừng, lang hàn biết tiểu la lị đã nói chúng, vị công chúa yêu tộc đang mặc nội y màu đỏ. Chật chật chật, nhìn không ra, công chúa yêu tộc bề ngoài thanh thuần, trong nội tâm lại có một mặt cuồng dã như thế. Người có ý kiến gì sao? Bích tiêu công chúa nhìn sang, lạnh lùng nói. Khục, lang hàn vội vàng chuyển chủ đề, tránh mình bị giết người diệt khẩu, hắn nói với tiểu la lị làm sao có được ngũ hành tạo hóa đan đơn giản hái ngũ hành tinh nguyên sau đó luyện đan nha tiểu la lị giang tay ra chỉ đơn giản như vậy lang hàn không tin tưởng lại hỏi hái ngũ hành tinh nguyên như thế nào tìm nơi có ngũ hành nồng đậm trên rất nhiều tinh thể đều có tiểu la lị không thèm quan tâm nàng dừng lại một chút giống như đang tự hỏi nói cách nơi này gần nhất lại phù hợp điều kiện bí chính là nguyệt hoa tinh nguyệt hoa tinh lang hàn sướng sờ nguyệt hoa tinh chính là tinh thể của Thanh Long Hoàng Triều, cũng là tinh thể lớn, có thể dựng dục ra tứ cực cảnh tôn giả. Nơi đó ngũ hành lực nồng đậm, có thể hình thành ngũ hành tinh nguyên, nó không nằm ngoài dự kiến của Lăng Hàn, đáng tiếc, hắn chỉ là khai khiếu cảnh nho nhỏ, làm sao có thể vượt tinh không minh mông và đi đến một tinh thể khác. Có thể mượn phi toa của ngươi dùng không? Hắn lập tức đánh chủ ý lên người tiểu la lị. Được, ai bảo ngươi đẹp trai chứ? Tiểu la lị đáp ứng. Lăng Hàn tìm hiểu kỹ càng một chút, hắn cau mày suy nghĩ, Tinh thể lớn như nguyệt hoa tinh, ngũ hành lực cực kỳ nồng đậm, cũng phân biệt diễn hóa thành các khu vực như cực viêm, cực hàn, cực kim, ví dụ như trong cực viêm, hỏa diễm sẽ hình thành các loại hình thái, công kích thân thể kẻ địch, trong người sẽ sinh ra một tia hỏa diễm tinh hoa. Vô số hỏa diễm tinh hoa tập hợp lại sẽ hình thành hỏa diễm tinh nguyên. Từ đó suy ra, năm loại nguyên tố tinh nguyên đều là như thế, sau khi tập hợp đủ sẽ luyện thành ngũ hành tạo hóa đan. Vấn đề là, muốn ngưng tụ thành một khối hỏa diễm tinh nguyên cần nhiều hỏa diễm tinh hoa đến mức kinh người. Nói như vậy, giết tới 100 năm chỉ kiếm được một khối hỏa diễm tinh nguyên. Như vậy, muốn tập hợp đủ 5 loại tinh nguyên, hắn cần thời gian bao lâu? 500 năm, tầm bí cảnh có thể sống bao nhiêu năm, cũng chỉ khoảng 500 năm, có thể ngưng tụ ngũ hành tinh nguyên và luyện thành ngũ hành tạo hóa đan thì thế nào? Cho dù không chết thì thọ nguyên cũng khô cạn, cơ năng sinh mệnh hạ xuống đáy cốc, làm sao có thể đột phá gông cùng xiềng xích? chỉ chịu chết mà thôi, nhưng không phải không có biện pháp giải quyết, thế lực cường đại có thể xuất động rất nhiều người đồng thời tiến vào, cùng thu thập hỏa diễm tinh hoa, cuối cùng lại dồn cho một người, từ đó có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Cho dù là hỏa diễm tinh hoa hay ngũ hành tinh hoa, tất cả đều không thể mang ra ngoài, nếu không sẽ lập tức biến mất, chỉ có ngưng tụ thành tinh nguyên mới được. Cho nên ngũ hành tinh nguyên càng trở nên hiếm thấy và chân quý. Trên lý luận, có bán ngũ hành tinh nguyên, người bình thường không thể mua nổi, bởi vì cái giá quá lớn bình thường chỉ có đại giáo mới có thể vận dụng vô số người bồi dưỡng truyền nhân không phải thánh nữ thì cũng là đạo tử tiểu la lỵ tổng kết nhưng trời sinh thần thể như ta sinh ra đã không có gông cùng xiềng xích cho nên cũng không cần phiền toái như vậy nàng nói chuyện đầy tự luyến lăng hàn kinh ngạc tiểu la lỵ lại là trời sinh thần thể a à, xem ra ông trời không có mắt hắn lập tức đưa ra quyết định hắn muốn đi tới nguyệt hoa tinh bích tiêu Ta giao ngoại vụ phủ cho ngươi, công chúa yêu tộc phiền muộn, rốt cuộc ai mới là phủ chủ ngoại vụ phủ? Ngươi chân trước mới trở về, chân sau đã muốn đi, ta thiếu nợ ngươi sao? Cuối cùng, nàng chỉ có thể gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên gây chuyện. Nguyệt Hoa Tinh không phải nơi này, đó là tinh thể lớn và võ đạo phát triển, khẳng định số lượng thiên tài vượt xa nơi đây. Lang Hàn có thể vô địch cùng giai tại nơi này, nhưng tới nơi đó thì không biết được. Sau khi quay về ngoại vụ phủ, Lăng Hàn bắt đầu chuẩn bị tích cực, hắn dẫn đám tiểu hoa nhi đi cùng, nhờ các nàng giúp đỡ hắn thu thập ngũ hành tinh hoa, khi đó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng không thể vài chục năm thậm chí trăm năm mới quay trở về, khi đó không biết hắn sẽ biến thành dáng vẻ gì. Hắn tin tưởng lực lực của mình, người khác cần thời gian trăm năm, hắn chỉ cần mười năm, lại có đám tiểu hoa nhi giúp đỡ, thời gian này sẽ ngắn hơn. Hơn nữa hắn có thể tu luyện tại đó, gia tăng tu vi lên tầm bí cảnh cực hạt, chờ sau khi bước vào tiên đồ sẽ quay trở về đến lúc đó có thể đánh với hồng thiên bộ một trận vĩnh viễn giải quyết ân oán giữa hai người ngồi xuống đi tiểu la lị lấy phi toa ra phi toa chỉ đủ cho một người ngồi nhưng ai bảo nàng nhỏ nhắn ngồi chung với lang hàn cũng không thành vấn đề xeo phi toa hóa thành ánh sáng và bay lên trời lang hàn nhìn trở lại đế đô đã thu nhỏ như một căn nhà hắn sẽ trở về chờ xem phi toa bay rất nhanh trong tinh không tiểu la lị lật quang não lên và lẩm bẩm a à, tọa độ không gian đi tới Nguyệt Hoa Tinh ở đâu? Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc ngươi có biết đường hay không? Tìm thấy rồi, tiểu la lị vỗ tay cười nói, thao túng phi toa bay trong vũ trụ tối tối, thời gian giống như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có không gian vĩnh hằng bất biến. Đột nhiên, Lăng Hàn cảm thấy có lực hút cường đại, mắt tối sầm lại và sáng lên, hắn nhìn thấy phi toa xuất hiện trong khu vực tinh không khác. Không phải không gian ban đầu, Lăng Hàn nhìn thấy hàng tinh đang phát sáng thì biết rõ, viên hàng tinh kia lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa còn bộc phát ánh sáng màu cam, năng lượng phun trào cuồn cuộn. Xong lên thôi, tiểu la lị hưng phấn kêu lên, thao túng phi toa đâm tới, nơi nào có vành đai thiên thạch thì đụng vào, giống như sợ phi toa không đụng hỏng. Ha ha ha, nàng phát ra tiếng cười quên cả trời đất, tiểu nha đầu, mau tìm tiết điểm kế tiếp, lang hàn vội vàng kêu lên, nha, tiểu la lị gật đầu, vẻ mặt không tình nguyện. Tọa độ không gian là khu vực đặc thù trong tinh không, có thể từ tiết điểm này nhảy vào tới tiết điểm khác, từ đó tiết kiệm thời gian rất dài. Nhưng không có nghĩa muốn xông qua tiết điểm thế nào thì xông qua, phải dùng tốc độ cực cao mới có thể xuyên qua tiết điểm. Tiết điểm khác nhau, tốc độ xuyên qua không giống nhau, nhưng bình thường, cần tốc độ càng cao, khoảng cách vượt qua càng lớn. Tốc độ của phi toa đạt tới cấp giáo chủ, cho nên, chỉ mất 2 tháng từ thiên hải tinh đến nguyệt hoa tinh. Làm lang hàn buồn bực là, hắn không thể tu luyện suốt 2 tháng qua, bởi vì hắn không thể hấp thu lực lượng thiên địa, thôn nguyên hồ lô cũng không thể chuyển hóa năng lượng tinh thần, nói tóm lại, tinh không là nơi cực kỳ cằn cỗi. Hai tháng sau, phi toa tiến vào tầng khí quyển của Nguyệt Hoa Tinh, mặt ngoài phi toa bốc cháy và hóa thành hỏa cấu. chương 4045, nện chúng người. Phanh, phi toa trực tiếp va chạm vào mặt đất, cũng tạo thành phá hư kinh khủng, dùng phi toa làm trung tâm, mặt đất gần đó xuất hiện hố lớn, sóng năng lượng không ngừng truyền ra xa, còn tạo ra biển lửa ngập trời. Lăng Hàn bó tay rồi, xoa đầu tiểu la lị nói. Ngươi có thể đáng tin hơn một chút được không, tại sao lại ngủ thiếp đi khi hạ xuống? Tiểu la lị buồn ngủ, khóe miệng còn chảy nước bọt. Không được ẩm ý, người ta buồn ngủ, không đi ngủ sớm, phát dục không tốt đâu. Lăng Hàn ngồi, không có tiểu la lị điều khiển, hắn căn bản không thể mở phi toa. Vào lúc này, cửa sổ phi toa xuất hiện một vật đen xì. Cái quỷ gì thế, Lăng Hàn giật mình, thứ này còn mọc ra con mắt, hơn nữa đang tức giận nhìn mình phanh vật kia vỗ cửa sổ phi toa miệng mở to giống như đang nói cái gì đó nhưng phi toa này có thể xuyên qua tinh không đương nhiên là kín không kẽ hở giọng nói không thể truyền vào bằng không lang hàn và tiểu la lị đã sớm chít đi a à, hóa ra đó là người hắn và mặt đất đều biến thành màu xám đen lang hàn cũng chỉ có thể nhìn thấy người kia há miệng ra không biết đang nói cái gì nói tóm lại hắn rất tức giận mặc dù đen thui nhưng vẫn có thể nhận ra điều đó qua nét mặt của hắn. Nhìn tư thế đối phương, dường như bảo mình ra ngoài đơn đấu. Lăng Hàn nhún vai, biểu thị ta không có cách nào. Người kia càng tức giận hơn nữa, không còn dùng tay đập, mà là dùng một thanh kiếm chém vào phi toa. Hiển nhiên người kia phạm sai lầm to lớn, phi toa tuyệt đối là bí bảo cấp giáo chủ, bởi vì giới hạn thực lực của tiểu la lị nên chỉ phát huy ra uy năng cực đạo lực, nếu trong tình huống thừa nhận công kích lúc không người điều khiển, nó sẽ bộc phát huy năng cực kỳ đáng sợ một kiếm chém tới hoa văn trên phi toa tỏa sáng trường kiếm của người kia vỡ vụn khốn kiếp người kia nghẹn họng nhìn chân chối sau đó hắn nhìn lăng hàn với ánh mắt thâm thù đại hận ngươi là hỗn đản lái phi toa nện vào hắn còn không tính lại còn ngồi lì không ra cố ý trào phúng chính mình làm hại mình mất đi một kiện pháp khí ghê tởm ghê tởm ghê tởm quá lăng hàn làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ việc này không liên quan gì tới hắn Ôn ào Tiểu la lị tỉnh lại, nàng là bị âm thanh gõ cửa sổ của người kia đánh thức, nàng dùng vẻ mặt thù hận nhìn đối phương. Ngươi lại dám phá hư giấc ngủ của ta, không biết nữ nhân ngủ không được ngon giấc, làn da sẽ không tốt sao. Nàng chính là tiểu mỹ nhân, về sau lại biến thành đại mỹ nhân tai họa thiên hạ. Tên lưu manh đáng chết, nàng dùng bí lực thúc dục phi toa tấn công người kia, hưu hưu hưu, một cột sáng bắn về phía người kia. Nhưng nàng tự mình điều khiển, uy lực của phi toa nhỏ hơn rất nhiều, bởi vậy, người kia hoàn toàn có thể tránh né tự nhiên, hắn lại không ra tay, bởi vì vừa rồi hắn đã thử qua, pháp khí sẽ vỡ nát khi chém vào phi toa. Hiện tại, trong nội tâm người kia có ngàn vạn con voi đang trà đạp, hắn thật oan uổng, hắn tu luyện tại nơi này nhưng bị một ngôi sao băng nện chúng, bởi vì đang thời khắc tu luyện mấu chốt, hắn phản ứng chậm nên mới bị nện chúng. May mắn thực lực hắn mạnh mẽ, hắn chỉ dính cho bụi đầy người, hắn bộc phát khí thế hung hăng hưng sư vấn tội, kết quả tốt rồi, pháp binh bể nát, bản thân mình còn bị một tiểu la ly công kích trốn đông tránh tây, vừa nghĩ lại đã làm hắn phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn trêu ai gẹo ai, đủ rồi, đủ rồi, lang hàn khuyên tiểu la lị, có thể nói chuyện với hắn không, tiểu la lị lại bắn mấy cột sáng, lúc này vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn dừng lại, nói. Được rồi, lang hàn mở miệng, nói, vị bằng hiếu kia, thật sự xấu hổ, chúng ta không có ý định nện vào ngươi. Người kia tức giận nói, không phải có ý, Vậy tại sao nện chuẩn như vậy? Oán niệm thật sâu, việc này chỉ là trùng hợp. Người xem, lúc tiểu la lị đi thiên hải tinh cũng suýt nện vào hắn. Lăng hàn nhìn về phía đường vân, có phải người khi đó cố ý nện vào ta hay không? Nào có, tiểu la lị vội vàng lắc đầu, dáng vẻ vô tội. Lăng hàn tràn ngập hoài nghi, nhà đầu này đang giả vờ. Các người bồi thường ta thế nào? Khổ chủ bên ngoài nói. Lăng hàn cười một tiếng, đòi tiền không có, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi người kia suýt bị tức chết đây là thái độ giải quyết vấn đề của ngươi hay sao chúng ta thực sự hết tiền tiểu la lị nói bổ sung một lớn một nhỏ đều là quỷ keo kiệt sao người kia bó tay rồi hơn nữa hắn cũng không có biện pháp làm gì pháp khí phi toa xem ra hắn đành phải nuốt thua thiệt lần này vào bụng lăng hàn nói với tiểu la lị một tiếng tiểu la lị liền mở phi toa và nhảy ra ngoài người đứng đối diện không xuất thủ mặc dù hắn nhìn ra lăng hàn cùng tiểu la lị chưa bước vào tiên đồ nhưng người có thể có được pháp khí phi toa bối cảnh tất nhiên vô cùng kinh người thật xấu hổ chúng ta không phải cố ý nện ngươi lang hàn cười nói người kia thở dài mặc dù hắn bị lang hàn cùng tiểu la lị nện chúng về sau pháp binh vỡ nát là tại hắn cho nên nói một cách nghiêm chỉnh đối phương cũng không có sai lầm quá lớn được rồi xem như ta xui xẻo hắn cũng rộng rãi lang hàn nói ta tên là lang hàn đây là đường vân huynh đài tên gì người kia lấy khăn tay và nước sạch rửa mặt hắn nói ta tên là lý tinh thần hóa ra là lý huynh lăng hàn chắp tay lý tinh thần thu thập gương mặt sạch sẽ lại nhìn lăng hàn và tiểu la lị một lần đều a à một tiếng da hỏa đen xì là mặt trắng nhỏ ai nha thật không nhận ra ánh mắt tiểu la lị sáng lên a à, hóa ra là một soái ca ai soái ca có ăn kẹo không nha đầu này móc ra một viên kẹo sữa lại vẩy vẩy lý tinh thần gương mặt lý tinh thần tối tăm ta không phải tiểu hài tử ba tuổi, người có thể lừa gạt ta sao? Ha ha ha, không cần để ý tiểu quỷ này. Lăng Hàn cười ha ha, nói, Lý Huynh, ta muốn hỏi thăm người một ít chuyện. Lý Tinh Thần tức giận, các người nện vào người ta, lại làm hại ta tổn thất một kiện pháp binh, bây giờ còn muốn nghe ngóng tin tức từ ta. Không có cửa, không được, Soái ca, người cần phải suy nghĩ kỹ càng đấy. Tiểu La Lị dùng tay vỗ vỗ phi toa, trên mặt lộ ra vẻ uy hiếp. Lý Tinh Thần im lặng, nhà đầu này không phải hài tử sao, vì sao lại đe dọa hắn như vậy? Hắn thở dài, nói, các ngươi muốn biết cái gì, chủ yếu là nhìn lăng hàn thuận mắt, nếu không, hắn đã sớm xoay người rời đi, cường giả tiên đồ còn sợ hai phạm nhân sao? Nơi nào có lực lượng ngũ hành mạnh nhất? a à, người muốn luyện ngũ hành tạo hóa đan. Lý tinh thần nghe xong, lập tức phản ứng lại. Lăng Hàn nhìn tiểu la lị một chút, còn tốt, nhà đầu này không đáng tin cậy nhưng không có lửa hắn chạy đi chơi. Đúng vậy, hắn gật đầu, chương 4046, cực diễm cốc. Lý tinh thần nhìn lăng hàn thật sâu, lúc này mới nói. Người có can đảm lắm, siêu tập ngũ hành tinh nguyên cần tốn hao thời gian rất dài, người tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý, cũng đưa ra một thời gian cực hạn. Ta đã nghe nói qua, từng có một thiên tài vì luyện chế ngũ hành tạo hóa đan, kết quả hao tốn thời gian mấy trăm năm, chờ đan luyện thành, hắn cũng dần dần già đi, cách cái chết không xa, ngược lại tiện nghi người khác. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, cảm ơn lý huynh nhắc nhở ta nhớ kỹ lý tinh thần đưa cho hắn một tấm bản đồ cũng không phải dùng giấy vẽ thành đó là một kiện pháp khí sử dụng niệm lực rót vào sẽ phát hiện không gian lập thể núi cao sông dài biển cả tất cả đều hiện ra tặng cho ngươi dù sao cũng không đáng tiền hắn nói hắn đang châm chọc lăng hàn keo kiệt sao lăng hàn ra mặt dày hắn làm như không nghe thấy ai bảo hắn hiện tại thật nghèo hơn nữa cảnh giới thấp có thể lấy ra cái gì đền bù đối phương không có thì có nhưng quá chân quý lý huynh ta thiếu ngươi một nhân tình lang hàn nghiêm túc nói ra hắn sẽ không chỉ đi một chuyến như vậy nhưng lần thứ hai đi vào nguyệt hoa tinh hắn khẳng định đã bước lên tiên đồ thậm chí đã là tồn tại chú đỉnh sinh đan cảnh lý tinh thần khoát khoát tay nói đừng như vậy ta tặng ngươi bản đồ này là cắt nhân quả giữa chúng ta từ đó về sau ngươi xem như chưa từng gặp ta ta sợ lại bị các ngươi nện chúng nói xong hắn lập tức chạy đi lang hàn nhìn tiểu la lị một chút Tiểu La Lì cũng nhìn hắn, hai người đồng thời chỉ vào đối phương nói. Đều là ngươi hù người ta chạy mất, nói xong, hai người đều cười ha ha, Lăng Hàn ra mặt dày, tiểu nha đầu có ra mặt không tệ. Lăng Hàn thả bảy tiểu hoa nhi ra một trong chín người quan sát, án theo vị trí địa đồ, vị trí bọn họ đáp xuống vừa khéo cách nơi có lực lượng ngũ hành nồng đậm chừng hai ngày đường, đương nhiên tính theo tốc độ của Lăng Hàn. Đó là sơn cốc có hỏa diễm sôi trào, được xưng là cực diễm cốc bên trong cực diễm cốc có thật nhiều hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ thành sinh linh hỏa diễm bọn vì nó sinh ra trong cực diễm cốc cũng bị trói buộc tại nơi này vĩnh viễn không có cách nào rời đi hai ngày sau chín người đi tới nơi cần tới áp chế thiên địa thật mạnh tiểu la lị lập tức kêu lên pháp khí của người ta không dùng được nơi này chỉ có thể phát huy ra lực lượng phàm cảnh nhị hoa mở ra nhãn thuật quan sát nói thiên địa đại thế áp chế tạo thành trận pháp thiên nhiên a à, cũng không nhất định là nhân tạo cũng có khả năng nhưng tất nhiên là trận pháp tông sư làm thành lang hàn gật đầu cũng chính là như thế mới làm ngũ hành tinh nguyên trở nên chân quý bởi vì mặc cho cảnh giới của ngươi cao hơn nữa lúc chạy tới nơi này cũng chỉ có chiến lược tầm bí cảnh hiệu suất không tăng lên đương nhiên có lẽ thánh nhân tổ vương tới đây sẽ không nhìn thiên địa áp chế nhưng có thánh nhân tổ vương nào đi làm việc này lại nói trên đời này có bao nhiêu thánh nhân tổ vương đó chính là đại đế vô địch một thời đại chỉ có một người muốn nhiều là không thể nào như vậy cũng tốt ta cũng không cần lo lắng có ai gây bất lợi cho ta trong cốc hắn cười nói đánh người cướp bóc tiểu la lị và bảy tiểu hoa nhi vung tay hô lên lộ ra dáng vẻ rất hưng phấn lăng hàn dùng tay vuốt mặt hắn dẫn các nàng đi cùng là đúng hay sai bọn họ tiếp tục đi tới thiên địa áp chế càng ngày càng lợi hại luôn có gông cùng xiềng xích vô hình áp chế bọn họ lại không sinh ra cải biến thực chất gì cũng chỉ có cường giả trên tiên đồ mới bị chế tài chân chính, bọn họ quá yếu, có thể không nhìn áp chế. Cực diếm cốc rất lớn, còn chưa vào trong cốc đã phát hiện mặt đất khô cằn, đất đen là chủ đạo ở đây nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ bập bùng. Phía trước xuất hiện một người, hắn lảo đảo chạy tới, nhìn thấy đám người lăng hàn, hắn vui mừng và đưa tay nói. Nước, nước, ta muốn nước, ánh mắt lăng hàn nhìn sang, hắn chấn kinh, người này cũng quá gầy, giống như da bọc xương, hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài. hắn lấy ra túi nước đưa tới, sau khi người kia nhận lấy liền uống, một túi nước bị hắn uống sạch sẽ, hiệu quả lập hiện ra, gương mặt khô quát của hắn cũng đầy đặn hồng hào. chuyện quỷ dị hơn lại xuất hiện, trên người hắn có hơi nước bốc hơi, gương mặt nhanh chóng khô quát, giống như lượng nước trong người bốc hơi hết. nước, ta còn muốn nước, người kia nói với lăng hàn, lăng hàn lắc đầu, hiển nhiên vô dụng, cơ thể người này bị hỏa Diếm cường đại thiêu đốt, uống nhiều nước hơn nữa cũng bốc hơi hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề ta nói cho ta nước người kia quát lớn ánh mắt lành lạnh tràn ngập sát ý oanh hắn lao tới tấn công lăng hàn lăng hàn tiện tay chấn động người kia bị đẩy lui ra ngoài dưới tiên đồ có bao nhiêu người là đối thủ của hắn a à, người kia kêu gào thảm thiết oanh thân thể hóa thành một đám hỏa diễm đối phương bốc cháy hừng hực bị đốt thành cho bụi trong nháy mắt lăng hàn người ta chỉ muốn uống chút ngươi ngươi không cho cũng không cần thiêu chết hắn a à tiểu la lị lắc đầu sau đó nói giết người phóng hỏa giết người phóng hỏa hóa ra đây chính là ý nghĩa của phóng hỏa thiêu chết người lăng hàn tức giận nói người kia không phải ta giết hơn nữa ta cũng không có phóng hỏa đốt hắn tiểu la lị lườm hắn nói ha ha ta tin tưởng hắn tự đốt mình là được nhị oa dùng nhãn thuật quan sát nói trong cơ thể người này có hỏa tinh rất mạnh vừa rồi áp chế không nổi nên bộc phát từ trong ra ngoài cũng thiêu chết mình trong nháy mắt Lăng Hàn gật gật đầu, nói: "Nhìn xem, người ta mới gọi là chuyên nghiệp, học tập một chút đi." Nhị Oa cười hì hì, nói: "Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng phụ thân hạ thủ." "Trời ơi, đám nhóc con này, xem ra Cực Diễm Cốc là nơi vô cùng nguy hiểm." Lăng Hàn nói, người kia cũng vào trong cốc thu thập hỏa diễm tinh hoa, bởi vì ở quá lâu nên bị hỏa độc ăn mòn, cuối cùng thiêu chết chính mình. "Ta không sợ nha." Tứ Oa nói, "Nơi này thật dễ chịu, ta chán ghét" Ngũ Hoa lại đầy căm ghét, các nàng một thuộc hỏa, một thuộc thủy, cho nên sẽ có hai cảm giác khác biệt. Đi thôi, sớm hoàn thành công việc ở đây trước đã. Lăng Hàn mang theo đám tiểu Hoa Nhi và tiểu La Lị tiến vào sơn cốc, hắn nhìn thấy sinh linh hỏa diễm đang di động tổng cốc, có trạng thái hình thú như sơn dương, cọp, báo, có hình người, có ở trạng thái chim bay, chúng chỉ bay cách mặt đất một đoạn. Những sinh linh hỏa diễm có khu vực hoạt động cố định. Sẽ không vượt qua thế giới này, cho nên chín người lang hàn xuất hiện cũng không bị sinh linh hỏa diễm công kích. Lúc lang hàn tiến lên phía trước vài bước, hắn bị một con hỏa hổ tấn công. Phanh, lang hàn xuất một quyền, trên mặt đất xuất hiện một viên hỏa tinh. Trường 4047, năng lượng hủy diệt kinh khủng. Đây chính là hỏa diễm tinh hoa. Lang hàn cầm lấy viên hỏa tinh trên mặt đất lên quan sát, nó giống như hỏa diễm đang bốc cháy, cực kỳ nóng bỏng, nhưng trên thực tế cũng không có thiêu đốt nó chỉ có nhiệt độ rất cao mà thôi. Được rồi, mọi người chia ra hành động. Lăng Hàn gật đầu, vâng, đám tiểu hoa nhi đồng thanh hô lên, sau đó nhanh chân chạy đi. Lăng Hàn dẫn các nàng tới chính là muốn nhờ các nàng hỗ trợ đánh quái, hắn đã thử chiến lực của bảy tiểu hoa nhi, cũng không kém hắn bao nhiêu. Tiên thiên thần thể châu bò như thế, hoàn toàn không cần tu luyện, vui chơi giải trí cũng có thể tấn cấp. Nhưng tiểu la lị lại đi theo Lăng Hàn, nàng là người lười, có thể khổ tâm lao lực hay sao? lăng hàn cũng không để ý nếu không có tiểu la lị trợ giúp hắn không có khả năng đi vào nguyệt hoa tinh hắn cũng mặc kệ nàng hắn xông vào trong sinh linh hỏa diếm cũng triển khai oanh kích âm 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 thực lực cường đại nghiền ép hắn không gặp phải đối thủ một đường dễ dàng thu lấy hỏa diếm tinh hoa bảy tiểu hoa nhi cực kỳ cường đại các nàng sử dụng các thủ đoạn quét ngang đường đi lúc bọn họ xâm nhập vào trong sơn cốc đoạn đường này thuận buồm xuôi gió dù sơn cốc rất lớn nhưng cũng không chịu nổi lực lượng của tám người bọn họ, chỉ qua nửa ngày đã tới đáy cốc. Nơi này không còn gì, hỏa năng nơi này cường đại, hỏa nguyên tố sinh sôi không ngừng, có lẽ ngày mai sơn cốc sẽ bị sinh linh hỏa diễm chất đầy. Tiểu La Lị nói, lại liếm láp kẹo sửa, nhị nãi cũng liếm, bảy tiểu hoa nhi đã đứng chung phe với tiểu La Lị, nói. Trong sơn cốc này có nhiều hang núi, bên trong sẽ có càng nhiều hỏa nguyên tố, mặc dù ta không nhìn rõ ràng, ta vẫn có thể cảm nhận được hỏa năng rất mạnh, tốt, tiếp tục chia ra hành động, một người bao một cái sơn động, giải quyết xong sẽ tụ tập tại đây. Lăng Hàn nói, vâng, phụ thân, các tiểu hoa nhi tản ra, Lăng Hàn cũng dẫn theo tiểu la lị tìm một hang động rất lớn, cửa hang cao năm trượng, còn chưa đi vào đã có cảm giác cực nóng ập tới. Sơn cốc này đã rất nóng, trong hang động còn nóng hơn. Lăng Hàn nhanh chân đi lên phía trước, tiểu la lị kéo góc áo đi theo sau hắn. Qua một lát, phía trước xuất hiện một sinh linh hỏa diễm hình người. Nó vô cùng cao lớn, cũng cao khoảng hai trượng, thân thể càng khôi ngô nhưng không có chân, nó cứ phiêu phù trong không khí, trong tay còn cầm trường kích hỏa diễm. Cấp cao nha, những sinh linh hỏa diễm lúc trước không có binh khí. Sinh linh hỏa diễm cũng phát hiện lăng hàn, nó lập tức phát động công kích vào lăng hàn. Một kích đâm tới, hỏa diễm ngập trời. Trên cây kích mang theo năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao, hỏa diễm nóng rực có thể dung vàng luyện sắt. Lăng hàn đấm một quyền, cũng dùng hỏa năng lượng bao phủ nắm tay của mình phanh, thân thể lăng hàn run rẩy con quái vật kia cũng thế, nó bị chấn động bay ra ngoài. Thực lực không kém, không bị một kích miểu sát, lăng hàn lại lao tới, âm âm âm, liên tiếp 10 quyền, hắn cũng đánh chết sinh linh hỏa diễm. Nguyên tố tinh hoa lưu lại cũng lớn hơn đám sinh linh hỏa diễm bên ngoài. Ân, cùng là cây quái, hiển nhiên nơi này thu hoạch càng lớn, nhưng bên ngoài có thể dùng một quyền nghiền áp, trong nơi này lại rất mạnh, tính như vậy, hiệu suất ở bên ngoài còn lời hơn, tốc độ đánh sinh linh hỏa diễm nhanh hơn, không đủ cho hắn thu thập. Trừ phi có thể tăng hiệu suất chém giết lên, có rồi, Lăng Hàn tiếp tục đi tới, cũng gặp Sinh Linh Hỏa Diễm thứ hai, trong tay cũng cầm trường kích, vừa phát hiện Lăng Hàn liền lao tới tấn công. Soái ca, cố lên, Tiểu La Lị vừa liếm kẹo sữa vừa động viên Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất một quyền, nhưng lần này, trên nắm tay hắn được năng lượng hủy diệt bao phủ. Ầm, um, một quyền đánh vào trường kích, năng lượng màu đen tỏa ra khắp trường kích, cấp tốc bò khắp toàn thân quái vật hỏa diễm sau đó sinh linh hỏa diễm tan vỡ, lưu lại một viên hỏa diễm tinh hoa. châu bò như vậy, lang hàn cũng phải nảy mình. hắn biết năng lượng hủy diệt rất khủng bố, nhưng lợi hại đến tình trạng như vậy cũng vượt qua dự kiến của hắn. a, à, soái ca, người điên cuồng. đường vân cực kỳ chấn kinh, cũng không liếm kẹo sữa. nàng nói, năng lượng tầng thứ cao thật khủng khiếp, tràn ngập tính hủy diệt. đột nhiên lang hàn hiếu kỳ, thái cổ chân quân đạt được tấm linh đồ từ đâu? có quan hệ đến việc hắn lưu lại thiên hải tinh hay không hắn lắc đầu thu hồi hỏa diễm tinh hoa nếu hắn giết chóc kinh người như vậy hắn có thể thu thập trong hang động này giữ bí mật hắn làm ra động tác im lặng với tiểu la lị được rồi người ta sẽ bảo thủ bí mật thay ngươi tiểu la lị giang tay ra người lớn thật phiền phức tiến lên lần nữa lăng hàn không có đối thủ năng lượng hủy diệt vừa xuất hiện đã diệt tất cả tốc độ càn quét cực nhanh sơn động rất phức tạp có thật nhiều lối rẽ lăng hàn rẽ trái rẽ phải không ngừng tìm kiếm sinh linh hỏa diễm hắn nhanh chóng quét sạch một động sau khi trở về nguyên điểm hắn bắt đầu lần nữa a à, đi một hồi hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì hắn đi rất lâu nhưng chưa từng gặp qua sinh linh hỏa diễm nào dựa theo kinh nghiệm lúc trước chuyện này không đúng nhiều lắm đi một phút sẽ gặp được một sinh linh hỏa diễm trừ phi phía trước có người cũng đang cày quái lăng hàn gia tăng bước chân hắn đi lên phía trước nơi này có một con sinh linh hỏa diễm cũng không phát hiện người nào khác. Đúng lúc này, xoát, một đạo kiếm khí đâm xuống đỉnh đầu hắn. Lăng Hàn cười lạnh, hắn đã có hoài nghi, làm sao có thể không phòng bị. Hắn duỗi tay, ba, hắn bắt lấy thanh kiếm, năng lượng quấn quanh tay, lực phòng ngự gia tăng rất lớn, cũng không quan tâm thanh kiếm sắc bén cỡ nào. Sau đó, hắn dùng sức kéo một cái và đụng mạnh, một bóng người bị hắn đánh rơi xuống đất. Phanh, Lăng Hàn dùng hết lực lượng, hắn va chạm mạnh một cái, người kia phun máu tươi, đó là nam tử chừng 30 tuổi, trên mặt có vết sẹo, vẻ mặt hắn càng hung hãn, hiện tại hắn bị đụng trúng đầu óc choáng váng, hắn không thể ngồi dậy trong thời gian ngắn. Lăng Hàn tiện tay hất lên, trường kiếm trong tay bay thẳng về phía Sinh Linh Hỏa Diễm. Sinh Linh Hỏa Diễm phát hiện Lăng Hàn, bó đã giết tới, bàn tay đánh bay trường kiếm, cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Lăng Hàn bổ thêm một quyền, năng lượng hủy diệt dâng trào, Sinh Linh Hỏa Diễm bị đánh thành cặn bã. Nam tử nằm trên mặt đất vốn rất hung tàn, sau khi phát hiện sinh linh hỏa diễm không đỡ nổi một đòn của Lăng Hàn, hơn nữa còn biến mất ngay lập tức, hắn sợ hãi run rẩy cũng không còn dũng khí như lúc trước. Lăng Hàn thu hồi hỏa diễm tinh hoa, sau đó nhìn sang nam tử kia, nói. Tại sao ngươi đánh lén ta? chương 4048, hỏa diễm vương. Nam tử hoàng sợ, tại loại địa phương nguy hiểm này, ngươi giết ta, ta giết ngươi là việc rất bình thường, hắn đã phát giác phía sau có người đuổi theo, như vậy hắn phải tiên hạ thủ vi cường trong cực diễm cốc giết người cướp đoạt hỏa diễm tinh hoa của đối phương chính là rất bình thường làm gì có nhiều tại sao như thế hiện tại lăng hàn hỏi như vậy hắn không biết trả lời như thế nào hắn nghĩ nghĩ nói tiểu huynh đệ chúng ta là người một nhà ta cũng nhìn thấy nam dương bàng gia treo thưởng lúc này mới đi vào nơi đây sưu tập hỏa diễm tinh hoa tất cả mọi người đều vì kiếm miếng cơm việc lúc trước chỉ là hiểu lầm nam dương bàng gia lăng hàn thì thào hắn mấy lấy tên nam tử kia Nói cụ thể một chút, ngươi không biết sao?" Nam tử kia kinh ngạc. Ba, Lăng Hàn tắt hắn một cái. "Là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta?" Nam tử kia nhe răng, cái tát này rất đau, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Hàn, hắn đành phải bẩm báo sự thật. Nam Dương bàng gia là gia tộc rất mạnh, trước kia có một hóa linh chân quân, sau khi tổ tiên này tỏa hóa, bàng gia một đời không bằng một đời, hiện tại chỉ còn lại có mấy tên cường giả sinh đan cảnh tỏa chấn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vốn Liếng Bàng gia vô cùng thâm hậu, Bàng gia thế hệ này có một thiên tài xuất hiện, tên là Bàng Vân Phi. Vì bồi dưỡng hậu nhân xuất sắc này, Bàng gia không tiếc đại giới, muốn luyện chế Ngũ Hành Tạo Hóa Đan cho Bàng Vân Phi phục dụng, cho nên bọn họ phát ra treo thưởng, chỉ cần thu thập đầy đủ Ngũ Hành tinh hoa, người thu thập có thể đổi các loại bảo vật. Ví dụ như tiên khí, tiên dược, công pháp, chỉ cần ngươi có nhiều Ngũ Hành tinh hoa là có thể đổi. Tin tức truyền ra, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người tiến vào vùng đất ngũ hành siêu tập ngũ hành tinh hoa. a à, đúng rồi, trừ bàng ra ra, dường như có lạc ra cũng thu thập ngũ hành tinh hoa. Nam tử kia suy nghĩ một lát, lại ra một tin tức mới. Hai thế lực này tranh đoạt của nhau. Lăng Hàn tưởng tượng, tốt lắm, người khác có thể ăn cướp hắn, vì cái gì hắn không thể đánh cướp người khác. Nhiều người lực lớn, bởi như vậy, có lẽ hắn chỉ cần mấy năm thậm chí một năm là có thể luyện chế ngũ hành tạo hóa đan, Lăng Hàn vỗ vai người kia, giao hỏa diễm tinh hoa ra đây, tiểu huynh đệ, ta không phải đã nói hết cho người biết hay sao? Nam tử kia đau khổ nói, hỏa diễm tinh hoa và tính mạng, người chọn một đi. Lăng Hàn thản nhiên nói, người này vừa rồi đánh lén muốn giết hắn, hiện tại hắn chỉ ăn cướp đối phương, lòng giả của hắn rộng rãi cỡ nào? Nam nhân kia bất đắc dĩ, đành phải giao hỏa diễm tinh hoa ra. Nha, số lượng không ít, người đã đến bao lâu? Lăng Hàn hỏi, hai năm, thế mà đã hai năm, Lăng Hàn lắc đầu, hắn cho rằng đối phương thu thập quá ít. Người cũng quá lười, hai năm chỉ thu được bao nhiêu đây? Nam tử kia im lặng, hiệu suất của hắn đã rất cao. Trên người sinh linh hỏa diếm có hỏa độc, đánh lâu, bản thân khẳng định sẽ nhiễm đến một tia hỏa độc, nhất định phải luyện hóa hết, nếu không hỏa độc tích lũy, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bị đốt chết mà không thể làm gì được. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lăng Hàn tiện tay hất lên, hắn ném nam tử ra phía sau hắn không quan tâm tới đối phương nhanh chân tiến lên một lát sau hỏa diễm quái lại xuất hiện cũng bị hắn dùng một quyền oanh sát lăng hàn đã gặp qua người bị hỏa độc thiêu chết đương nhiên hắn cũng có phòng bị hỏa độc nhưng một quyền của hắn lại có thể giết địch năng lượng hủy diệt trùng kích cũng có thể nhẹ nhõm phá diệt hỏa độc bản thân hắn không cần lo lắng bị hỏa độc ăn mòn bởi vậy cho dù người có thực lực tương đương hắn đi vào luận hiệu suất cũng không so được với hắn khi giết càng nhiều lăng hàn càng kinh hãi rốt cuộc năng lượng hủy diệt có lai lịch gì, cũng quá kinh khủng rồi. Hắn đi dạo trong động một vòng, Lăng Hàn lại quay về chủ động, hắn tiếp tục dò xét. Nơi này không chỉ có một người, hiển nhiên là hiệu quả khi bàng ra hoặc lạc ra treo thưởng, Lăng Hàn chưa đi được mấy bước đã bị đánh lén. Quy củ cũ, sau khi bắt được người liền đánh như tử, sau đó cướp sạch hỏa diễm tinh hoa của đối phương. Vì cái gì không giết, còn có một cái khác dụng ý, hắn đang nuôi cho béo, về sau lại đụng phải những người này, hắn còn có thể cướp một lần xem bọn họ như lao động miễn phí sau khi đi vòng mười mấy cái động lăng hàn cũng cướp sạch mười mấy người thu hoạch bạo tăng ân lại thêm bảy tiểu hoa nhi có khả năng hắn chỉ mất vài tháng để thu đủ hỏa diễm tinh nguyên hắn không cho lắng cho đám tiểu hoa nhi các nàng đều là quỷ tinh linh hơn nữa thực lực siêu phàm chỉ có các nàng hãm hại người khác mà thôi lại đi một hồi cuối cùng hắn tiến vào đáy động trước hắn cướp sạch rất nhiều người cũng thu được tư liệu hữu dụng Ví dụ như trong mỗi hang động đều có Hỏa Diễm Vương, thực lực sẽ vượt qua các Hỏa Diễm quái, cung cấp Hỏa Diễm tinh hoa còn nhiều hơn, có đôi khi sẽ còn tuôn ra đồ tốt như Hỏa Diễm thạch, có thể tụ tập lực lượng thiên địa, gia tăng tốc độ tu luyện. Thứ này rất giống Băng Nguyên thạch, đương nhiên, cũng không phải mỗi đầu Hỏa Diễm Vương đều tuôn ra Hỏa Diễm thạch, phải xem vận khí. Nhưng không người nào dám đánh chủ ý lên Hỏa Diễm Vương. Một là vì thực lực Hỏa Diễm Vương quá mạnh, có thể quét ngang tầm bí cảnh, hai là hỏa diễm vương còn có thể dẫn bạo hỏa độc trong người võ giả, cho dù không đủ gây trí tử nhưng thời điểm đang chiến đấu, có ai chịu nổi dày vò như thế. Cho nên, tất cả mọi người chỉ dám đánh quái trong các động nhỏ, không ai dám hỏi thăm chủ động. Lăng Hàn không sợ, hắn vô cùng hưng phấn, hắn đã không tu luyện từ hai tháng trước, đúng lúc có thể mượn nhờ hỏa nguyên thạch bù đắp thời gian tu luyện. Hắn bước vào điểm cuối hang động, đây là cái hang rất lớn, có một hỏa diễm quái to lớn đang tới lui trong động, ở các góc của hang động có rất nhiều xương trắng trồng chất hiển nhiên cũng không phải là không có người khiêu chiến hỏa diễm vương phần lớn đều mất mạng hỏa diễm vương phát hiện lăng hàn nó giơ tay ném mạnh xèo hỏa kích trong tay bay về phía tiểu la lị a à, cứu mạng đường vân gào lên lăng hàn đấm ra một quyền phanh hỏa kích vỡ nát tiểu la lị giận dữ chỉ vào hỏa diễm vương nói hỏa diễm quái tại sao muốn đánh kẹo sữa nhỏ đáng yêu xinh đẹp nhu thuận hiếu thuận hỏa diễm vương sẽ không quan tâm tới nàng, hai tay ngưng tụ hỏa kích ném vào người lăng hàn. Lăng hàn lại xuất một quyền hóa giải thế công, hỏa diễm vương lại ngưng hỏa kích ném tới. Thế công rất gấp, nếu không phải lăng hàn, đổi người khác tới sẽ không có lực hoàn thủ, còn bị đánh chết tại chỗ. Lăng hàn hừ một tiếng, người vẫn chưa xong, hắn hám miệng, phun ra một đạo kim kiếm chém về phía hỏa diễm vương. Xeo, kim kiếm xẹt qua, hỏa diễm vương không dám chủ quan, vung tay vỗ mạnh, hỏa diễm hừng hực, chương 4049, bàng thụ, hỏa diễm vương dùng tay đánh bay kim kiếm, hỏa diễm của nó tối đi rất nhiều, hiển nhiên, hóa giải một kích vừa rồi không nhẹ nhàng gì. soái ca, xông lên đi, tiểu la lỉ cổ vũ lăng hàn, quái vật dám đánh lén nàng, thật ghê tỏm. lang hàn sẽ không mặc người ta công kích, hơn nữa anh kích cự ly xa sẽ không bộc phát uy thế của năng lượng hủy diệt, hắn xông thẳng về phía trước, muốn chiến đấu cận thân với hỏa diễm vương. Hỏa diễm vương không sợ, nó dùng tay tấn công, ầm um, hỏa diễm va chạm với hắc ám cả hai đều là năng lượng tầng thứ cao nhưng năng lượng tầng thứ cao tương tự nhau cũng phân chia phẩm cấp năng lượng màu đen phun trào hỏa diễm lập tức phai màu hỏa diễm vương kinh hãi trong đầu óc cực kỳ đơn thuần của nó chỉ có bản năng chiến đấu nó biết việc này bất lợi cho mình nó vội vàng rút lui nửa cánh tay đã ảm đạm không còn hỏa diễm thiêu đốt nhân loại thật đáng sợ nó dối một tay khác ra kéo đứt cánh tay trái ảm đạm lúc này hỏa diễm cháy hừng hực cánh tay cụt mọc dài ra. Nếu quan sát cẩn thận, như vậy có thể phát hiện ánh sáng trên người nó tối đi rất nhiều. Hiển nhiên nó mọc ra cánh tay cụt cũng trả giá rất nhiều. Chức năng này bị vô số võ giả hâm mộ gần chết, bởi vì gãy chi phục sinh cần phải đạt tới cấp bậc tôn giả mới làm được, chỉ có đạt tới thánh nhân, thậm chí một giọt máu cũng có thể sống lại, sinh mệnh lực ương ngạnh đến mức đáng sợ. Lăng Hàn cũng ngạc nhiên, hắn lại lao về phía trước. Hắn muốn oanh sát hỏa diễm vương, không cho nó cơ hội khôi phục, Hỏa diễm vương chân đã sợ hãi nhân loại trước mặt, nó dỗi ngón tay về phía lăng hàn và bắn hỏa diễm. Nó ngây người, bởi vì trong người lăng hàn không có hỏa diễm bốc cháy. Dù sao cũng phải có một ít chứ, nhưng lăng hàn lao tới, năng lượng hủy diệt quét qua, hỏa độc làm sao có thể phá hoại cơ thể hắn chứ. Nếu không có hỏa độc, làm sao dẫn nổ, hỏa diễm vương không tin tà, nó lại điểm vào người lăng hàn lần nữa, lần này cũng không hiệu quả. May mắn nó không biết nói chuyện, nếu như vừa điểm chỉ vừa hô một tiếng bạo, khi đó càng xấu hổ hơn nhiều. Nhân loại này là quái vật sao? Hỏa diễm vương phát điên, lăng hàn cười ha ha, hắn suốt quyền tấn công. Hỏa diễm vương vội vàng chống đỡ, năng lượng hủy diệt ăn mòn, nơi bị đánh chúng sẽ ảm đạm hơn rất nhiều. Nó đủ mạnh, hỏa diễm quái phổ thông bị đánh chúng một quyền liền trực tiếp băng diệt, nó chỉ ảm đạm, hiển nhiên không hổ là vương giả. Thì tính sao, lăng hàn bổ khuyết thêm mấy quyền, hỏa diễm vương giống như đống lửa bị dội nước, nó dập tắt rất nhanh chết ánh mắt lăng hàn nhìn sơ qua hắn thở dài chỉ có hỏa diễm tinh hoa cũng không có hỏa nguyên thạch bỏ đi không có dệt hoa trên gấm hơn nữa nơi này có nhiều hang núi như thế đi địa phương khác tìm tiếp hắn theo đường cũ trở về thời điểm đi vào một hang đá hắn cảm ứng bên ngoài có thật nhiều người lúc trước cướp sạch mười mấy người hiện tại bọn họ đến báo thù ha ha lăng hàn không thèm để ý nơi này áp chế tu vi cường giả tiên đồ có tới thì hắn cũng không sợ, cứ tiêu diệt là được. Hắn xài bước đi ra ngoài, hắn nhìn thấy ngoài hang núi có 20 người đang đứng, bọn họ dùng một người trẻ tuổi áo đỏ chừng 26-27 tuổi cầm đầu. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, người trẻ tuổi áo đỏ cười nhạt một tiếng. Ta tên là Bàng Thụ, người nhà họ Bàng. Sau đó thì sao? Lăng Hàn hỏi, Bàng Thụ sướng sờ, hắn không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn có chút xấu hổ, ho khan một cái mới nói ta chính là người phụ trách bàng gia ở đây, các ngươi thu tập được hỏa diễm tinh hoa đều phải giao cho ta, ta sẽ ghi chép số lượng cho các ngươi, đến lúc đó đi bàng gia đổi lấy các đồ vật các ngươi cần là được. A, à, gia hỏa này cho rằng mình là công nhân làm thuê cho bàng gia. Lăng Hàn nói thầm, còn nữa, không thể cạnh tranh ác ý. Bàng thụ lại nói, người giao hỏa diễm tinh hoa đã cướp ra đây, cũng bồi thường một chút tổn thất, việc này xem như xong. Vẫn là bàng thất thiếu công đạo, những người khác nhau nhau khen ngợi, tiểu tử, Nghe thấy bàng thất thiếu nói không, nhanh giao hỏa diễm tinh hoa đã cướp cho chúng ta. Còn phải bồi thường, cũng không cần nhiều, hai thành là đủ. Những người này kêu gào, lòng tin của bọn họ đến từ bàng thụ, đây chính là cường giả trúc cơ, dù là nơi này áp chế cảnh giới, trúc cơ cảnh vẫn cường đại hơn tầm bí cảnh rất nhiều. uy uy uy, các người ồn ào cái gì, không có tên nào là soái ca, các người không cảm thấy mất mặt sao. Tiểu la lị bất mãn, những người này nhiều như thế, trong 20 người lại không có một soái ca, quả thật mất mặt xấu hổ. Lang Hàn mỉm cười, ngươi là người phụ trách bàng gia ở đây, đương nhiên, bàng thủ kiêu ngạo nói, hắn xem thường bất cứ người nào ở nơi này có biết tiên phàm khác biệt không. nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải ở chung với đám người này, nội tâm lại cực kỳ khó chịu. Lang Hàn xoa xoa đôi tay, như vậy trên người các ngươi có nhiều hỏa diễm tinh hoa. chờ chút, tại sao đối phương nói như vậy? Bàng thủ kinh ngạc, cau mày nói, ngươi muốn làm gì? lăng hàn cười ha ha nói ăn cướp hỏa diễm tinh hoa không thể mang ra khỏi sơn cốc cho nên trên thân bàng thụ khẳng định có rất nhiều hỏa diễm tinh hoa bàng thụ sướng sờ sau đó cười to người trẻ tuổi này thật điên rồi lại dám nói muốn đánh cướp mình hắn cười lớn một tiếng những người khác tự nhiên cũng cười to đối phương là kẻ ngốc hay sao quá khôi hài một tầm bí cảnh nho nhỏ lại dám uy hiếp cường giả trúc cơ nếu bọn họ biết lăng hàn thật ra là khai khiếu cảnh khẳng định sẽ càng kinh ngạc hơn lăng hàn cũng không nổi giận hắn mỉm cười nhìn đám người bàng thụ không cười nữa điềm nhiên nói đừng tưởng rằng có chút thực lực thì không xem ai ra gì chỉ là tầm bí a à, hắn nhìn lăng hàn cảm thấy kỳ quái đây là tầm bí cảnh sao nếu ở bên ngoài hắn có thể nhìn ra nội tình của lăng hàn nhưng bây giờ tu vi bị áp chế nhãn lực của hắn cũng kém đi rất nhiều chẳng qua hắn cảm thấy lăng hàn không giống bình thường hắn không nhìn ra cụ thể là gì có thực lực đương nhiên có thể không coi ai ra gì. Lăng Hàn sông lên phía trước, hắn xuất ra một quyền. Bàng thụ lộ ra vẻ mặt kinh miệt, một tầm bí cảnh nho nhỏ lại dám xuất thủ với mình. Tốt, giết một săn trăm người. Hắn vừa định xuất thủ lại cảm thấy có áp lực to lớn ập tới, giống như có một con thái cổ hung thú tạo áp lực lên hắn, tim gan hắn như nứt ra. Hắn vừa giật mình, động tác của hắn chậm lại, âm, Lăng Hàn xuất một quyền, bàng thụ liền bị sinh đánh ngã xuống đất, gương mặt bị đánh vào mặt đất. Chuyện này, trong thời gian ngắn, cục diễn lâm vào yên tĩnh, không ai nói chuyện. Chương 4050, thiếu niên cầm kiếm. Đây chính là bàng thụ, cường giả trúc cơ, lại bị người ta đánh một đấm té xuống đất. Bọn họ làm sao tin tưởng? Những người này trên cơ bản đã bị lăng hàn chừng trị qua, biết hắn rất châu bò nhưng châu bò tới mức một quyền đánh ngã trúc cơ, bọn họ vẫn không thể tiếp thu được. Mạnh đến mức không có thiên lý, bàng thụ cố bỏ dậy, hắn không phải không địch lại lăng hàn mà là bị sát khí chấn nhiếp tâm thần, nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng bị một quyền lăng hàn đánh ngã. Hắn vừa bò dậy một nửa, một chân đã dẫm mạnh lên lưng hắn, cũng ép hắn nằm xuống. Hắn biết, nhất định là lăng hàn, ghê tởm, một tầm bí cảnh nho nhỏ lại dám dẫm lên người mình. Người chán sống sao, nếu không phải nơi này là cực diễm cốc, hắn thổi một hơi cũng có thể giết lăng hàn. Lăng hàn mỉm cười, hỏa diễm tinh hoa đâu, giao ra đi. Bàng Thụ không để ý tới, hắn bị Lăng Hàn bức hiếp, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Ầm, um, Lăng Hàn đâu thèm quan tâm đối phương là trúc cơ cảnh, hắn lại đấm một quyền, đừng nói trúc cơ, hiện tại cho dù hóa linh cảnh tới đây, hắn cũng đánh như thường. Chỉ sau vài đấm, Bàng Thụ trung thực, ngoan ngoãn giao một cái hộp ra. Lăng Hàn mở ra xem, một nửa cái hộp đều là hỏa diễm tinh hoa. Quá ít, hắn lắc đầu, hắn cũng mang hỏa diễm tinh hoa mình thu thập được thả vào bên trong, cũng đã đầy một hộp. Mọi người cũng không biết Lăng Hàn đi một vòng lại thu hoạch đến mức này, chỉ cho rằng hắn cướp bóc người khác mà thôi, tự nhiên mỗi người đều đỏ mắt và tức giận. Lăng Hàn nhìn sang, cười nói, thế nào, còn muốn quần công, xông lên, chơi chết hắn, bang thủ quát, hắn cũng không tin, nhiều người liên thủ như vậy còn không bắt được Lăng Hàn. Đám người nhìn nhau, lập tức lao lên, 20 người đánh một người, có thể thua sao, Lăng Hàn mỉm cười, bỗng nhiên phát động sát khí xung kích, ngay sau đó mọi người đứng lại, Hắn lại phát động lôi quang quyền, ra quyền như mưa, ẩm ẩm, bóng người bay như dơm dạ. Ở trước mặt hắn, quần công vô hiệu, trừ phi đối phương có thể chống cự sát khí xung kích của hắn. Lăng hàn thu hồi cái hộp, thản nhiên nói, muốn tìm ta báo thù, cứ việc phóng ngựa tới đây, trước khi đạt được hỏa diễm tinh nguyên, ta sẽ không đi. Hi hi, lần sau nên tìm người lợi hại hơn tới đây. Tiểu la lị làm mặt quỷ, sau đó cầm lấy góc áo lăng hàn, đi theo hắn ra khỏi hang núi. Hiện trường đều là tiếng rên rỉ nhưng Lăng Hàn ra tay không nặng, qua một lúc, tất cả mọi người đã bỏ dậy, chỉ có bàng thụ đang nằm sấp, ra hỏa này chúng rất nhiều đòn mạnh của Lăng Hàn, dù sao ngươi không vào động đánh quái, ngươi giữ trạng thái tốt làm gì. Bàng thất thiếu, đám người vội vàng tiến lên đỡ hắn, bàng thụ bị đám người nâng dậy, trên mặt huyết nhục mơ hồ, mặt hắn còn bị dẫm vào trong đất, tự nhiên cạo phá ra mặt. Hắn tức xanh mặt, lần này chẳng những bị tầm bí cảnh nho nhỏ đánh bại, hơn nữa còn bị nhục nhã trước mặt nhiều người, cướp đi cố gắng trong ba năm của bàng gia ở đây, hắn làm sao chịu nổi. Bàng Vân Phi là thiên tài bàng gia, cũng là tương lai của bàng gia, bàng gia có thể khôi phục độ cao ngày xưa hay không, đều phải dựa vào đối phương. Cho nên, mỗi người họ bàng đều nguyện ý nỗ lực vì bàng Vân Phi, gia tộc càng mạnh, về sau đi ra ngoài mới có lực lượng nói chuyện. Ngũ hành tạo hóa đan cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm. Các người tiếp tục đi siêu tập hỏa diễm tinh hoa, ta sẽ đi tìm người tới đây, nhất định phải trấn áp kẻ này. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, được, đám người cũng chỉ gật đầu, trong nội tâm hy vọng bàng ra không nên quyền nợ, dù sao bọn họ giao hỏa diễm tinh hoa cũng được ghi chép lại, người kia đã đoạt từ tay bàng thụ. Bàng thụ rời đi, nơi này áp chế tu vi, cho nên cảnh giới không dùng được, phải tìm thiên tài vô địch cùng giai tới. Trung quanh đây, thứ tứ trương gia trương khải hoa chính là thiên tài nhất, tốt, tìm hắn. Lăng Hàn tin tưởng tốc độ của mình nhanh hơn bảy tiểu hoa nhi, bởi vậy, hắn cũng không có chờ ở bên ngoài, hắn quyết định càn quét các hang động khác. Hắn tiêu diệt từng hang động, cuối cùng mới đi tìm Hỏa Diễm Vương. Năng lượng hủy diệt mãnh liệt, Hỏa Diễm Vương cũng bị hắn xử lý dễ dàng mà lần này, trừ Hỏa Diễm tinh hoa ra, còn có một khối Hỏa Nguyên thạch. Ha ha, phát tài, Lăng Hàn cười to, hắn trở về, sau khi tới cửa động lại phát hiện đại hoa, nhị hoa, tam hoa đã chờ ở đây, hỏi một chút các nàng vừa đi ra không lâu, một lát sau, tứ oa, ngũ oa cùng lục oa cũng đi ra, thời gian chênh lệch không lớn. Trừ thất oa, thất oa không suốt nhiều lực, theo lý nàng mạnh nhất trong bảy tiểu oa nhi, tính của nàng thích ngủ, cho nên đây lại là chuyện khác. Chắc chắn tiểu nha đầu tìm một góc nào đó nằm ngủ. Ai, lần sau không nên để nàng xuất động, vận khí của các nàng tốt hơn một ít, ngay cả nhị oa và tứ oa đều đạt được một viên hỏa nguyên thạch, những người khác chỉ thu được hỏa diễm tinh hoa. Lăng Hàn tính toán, bọn họ nhiều lắm càn quét ở nơi này hai tháng là có thể thu được hỏa diễm tinh nguyên. Tốc độ nhanh như vậy, người ta không phải mất trăm năm sao. Đầu tiên, đám người Lăng Hàn có tới tám người, ách là bảy người rưỡi, thất hoa quá không đáng tin cậy. Thứ hai, thực lực bảy người bọn họ quá cường đại, đám hoa nhi đều là tiên thiên thần thể, nắm giữ dị năng cường đại, không sợ hỏa độc. Lăng Hàn có năng lượng hủy diệt đáng sợ, ngay cả hỏa diễm vương cũng bị hàng phục trong nháy mắt. Đây mới là nguyên nhân hiệu suất của bọn họ cao như vậy, nếu không những người khác vừa đánh vừa phải luyện hóa hỏa độc, bằng không bản thân bọn họ sẽ bị thiêu chết, kỳ thật phần lớn thời gian đều lãng phí vào việc luyện hóa hỏa độc. Lăng Hàn rất vui vẻ, hắn cho rằng mình phải ở lại nơi này một hai năm nhưng hiện tại xem ra, có khả năng hai tháng là đủ, hiệu suất tăng lên gấp 10, lại thêm hỏa nguyên thạch, thời điểm trở lại thiên hải tinh, hắn có thể khẳng định, hắn đã là chúc cơ cảnh. Hắn huyết sáo, lúc này lại đi vào hang động khác đánh quái, sau khi xử lý hỏa diễm quái trong hang động, thiên địa đại thế mất 5 ngày mới có thể ngưng tụ một đám hỏa diễm quái khác, hỏa diễm vương chậm hơn nhiều, chỉ ít mãi cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra. 10 ngày, nửa tháng, dường như hỏa diễm vương sẽ không xuất hiện nữa. Một ngày sau, Lăng Hàn vừa rời khỏi hang động, hắn nhìn thấy một tên thiếu niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên đùi đặt một thanh kiếm nằm ngang, chung quanh hắn là hỏa diễm tinh hoa tỏa sáng, làm thành một vòng tròn. Đúng lúc này, một con hỏa diễm quái chưa ngưng tụ xong xuất hiện, nó ở cách thiếu niên không xa, khi nó được thiên địa ngưng hình thành công, nó lập tức tấn công thiếu niên trước mặt. Xoát, kiếm quang xẹt qua, đầu hỏa diễm quái bị một kiếm chặt đứt, hỏa diễm dập tắt, chỉ lưu lại hỏa diếm tinh hoa. Mạnh, chương 4051, ai làm ra vẻ hơn? Mặc dù hỏa diếm quái bên ngoài không mạnh, cho dù thế nào cũng có thực lực tầm bí cảnh, lại bị thiếu niên kia một kiếm chém chết, nói rõ thiếu niên này thực lực phi phàm. Đúng lúc này, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, hắn không giống thiếu niên 16-17 tuổi, tốc độ rất chậm, sau khi đứng lên còn tỉ mỉ sửa góc áo, dường như không cho phép có bất cứ nếp nhăn nào. Giả vờ, tiểu la lị nói thầm, là kẻ hình người dạng chó, trang bước một quá mức sẽ bị xét đánh. Thiếu niên đối diện làm như không nghe thấy, sau khi hắn chỉnh lý quần áo xong, lúc này mới nhìn về phía lăng hàn, nói. Người chính là lăng hàn, lăng hàn cũng đồng ý cách nhìn của tiểu la lị, thiếu niên quá trang bức không phải sao, nếu không phải trang bức, nếu ngại bẩn còn ngồi dưới đất. Người đã ngồi dưới đất, khi đứng lên cứ phủi mông là được rồi còn gì. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, trừ người anh minh thần võ giống ta ra, còn có người thứ hai gọi là Lăng Hàn sao. Hắn cũng đủ trang bức, tiểu la lị khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt thiếu niên cầm kiếm mang theo ác ý. Ta là Trương Khải Hoa, được người khác ủy thác, chuyên tới đây giết ngươi. Thiếu niên nhắc mũi kiếm lên, mắt sáng ngời như sao. Lăng Hàn A một tiếng, nói, bàng ra sao, không sai, Trương Khải Hoa cũng không giấu giếm. Lăng Hàn lắc đầu, xem ra ngươi không thể làm sinh ý này rồi. A, à, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát ta truy sát. Trương Khải Hoa cười khinh miệt, hắn là ai? Hắn là thiên tài thế hệ trẻ xếp hạng thứ 29 trong An Hoa Quận, được khen gọi là phi tiên. Lăng Hàn lắc đầu, sai sai sai, người anh minh thần võ như ta làm sao có thể bị truy sát. Đánh nhau cùng cấp, ta là vô địch. Vô địch, Trương Khải Hoa sướng sờ, sau đó cười ha ha, đúng là buồn cười lại có người dám xưng là vô địch. Cát đồng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ An Hoa quận cũng không dám nói vô địch cùng dai, bởi vì người thứ hai và thứ ba không kém hắn, chỉ có chiến tích hơi kém hơn mà thôi, cho nên mới được tôn sùng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Hắn đứng thứ 29, hắn tự nhận có thể đứng vào 10 vị trí đầu, bởi vì mình quá mức ít xuất hiện cho nên mới xếp vào thứ tự tại. Một người chưa bước vào tiên đồ lại dám có khẩu khí như vậy hắn cười lạnh, cảm thấy bàng gia thật vô dụng, không thể làm gì được một tầm bí cảnh nho nhỏ. Ta không thích giết người, người giao hỏa diễm tinh hoa ra đây, lại tự chặt một tay, ta sẽ thả ngươi. Trương Khải Hoa nói thêm, Lăng Hàn mỉm cười, xem việc ngươi không muốn giết ta, ta cũng chỉ đánh gãy một cánh tay của ngươi. Làm càn, Trương Khải Hoa không nhịn được, hắn là cường giả trúc cơ, làm sao có thể tha thứ thái độ của Lăng Hàn. Hắn giết tới, vung một kiếm, xoát, kiếm khí bao phủ bầu trời. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, thiếu niên này đúng là hào thủ dùng kiếm, tương lai còn có thể trở thành kiếm đạo đại gia nhưng trong chiến đấu cùng dai, trên thực tế cách hắn một đại cảnh giới cũng không quan trọng, người có thể địch nổi hắn quá ít. Hắn vùng quyền bao vây lấy năng lượng màu vàng óng, hưu hưu hưu, lôi quang quyền bộc phát, chỉ trong nháy mắt đã xuất ra trăm quyền. Chút tài mọn, Trương Khải Hoa cười lạnh, hắn cầm kiếm giết vào trong quyền ảnh. Lăng Hàn lắc đầu, phẩm giai lôi quang quyền quá thấp, trừ nhanh ra, nó tràn ngập sơ hở, gặp phải cao thủ kiếm đạo như Trương Khải Hoa, tùy tiện liền bắt được sơ hở, cũng phá tan công kích. Hắn lập tức vận chuyển kim điêu thập bát chảo, hắn hóa thành thần cầm màu vàng và đánh giết Trương Khải Hoa. a à, Trương Khải Hoa giật mình, hắn không nghĩ tới thế công của Lăng Hàn lại bén nhọn như vậy. Chẳng khác gì hai người khác nhau, Lăng Hàn chiêu chiêu lăng lệ, mặc dù thiếu niên này phi thường bất phàm, vô cùng có thể là thiên tài nhất tinh, hơn nữa đã bước lên tiên đồ, dù bị áp chế đến tầm bí cảnh, khẳng định cũng sẽ có một chút ưu thế nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn chưa đủ nhìn. Lăng Hàn không có sử dụng năng lượng hủy diệt, bằng không hắn có thể giải quyết chiến đấu trong vài giây. Nhưng Lăng Hàn cảm thấy năng lượng hủy diệt có khả năng quan hệ cực kỳ to lớn, hắn không muốn bị càng nhiều người biết, cho nên, trừ phi nổi lên sát ý, bằng không hắn sẽ không vận dụng. Điều này cũng làm cho chiến đấu kéo dài, song phương người tới ta đi, đều công phạt đến cực điểm. Trương Khải Hoa đã sợ hãi, mặc dù gia hỏa đánh với hắn rất ngông cuồng nhưng thực sự rất lợi hại chiến lược mạnh đến kinh người hắn không thể không thừa nhận lăng hàn đã nắm chủ động hơi chiếm thượng phong nhưng đối phương chỉ là tầm bí cảnh tại tầm bí cảnh cường đại cũng không đại biểu sau khi bước vào tiên đồ cũng cường đại bởi vì xây dựng tiên đạo cơ thạch quá trọng yếu bao nhiêu thiên tài bước qua tiên môn lại biến thành phế tài hơn nữa hắn còn chưa sử dụng tuyệt chiêu dù sao hắn là cường giả tiên đồ sẽ nắm giữ tiên thuật hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình kiếm thế của hắn xoay chuyển, cũng thi triển một chiêu kiếm phong cách khác biệt. Trước mặt Lăng Hàn xuất hiện ảo giác, vô số cánh hoa rơi từ trên trời xuống, tràn ngập bi thương, khí tức ai oán, hắn bị lấy nhiễm, có cảm giác muốn khóc lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới như nước chảy vô tình, cũng xé rách cánh hoa đầy trời thành nhiều mảnh. Cảm xúc lây nhiễm, Lăng Hàn kinh ngạc, Trương Khải Hoa đúng là lợi hại, chỉ ít bàng thụ không làm được. Ách, bàng thụ vừa bắt đầu đã bị hắn đánh ngã, căn bản không có cơ hội hoàn thủ, cho nên hắn không thể xác định. Hắn sẽ yếu sao? Lăng Hàn tươi cười, vận dụng sát khí xung kích, "Ngô, Trương Khải Hoa rên gì?" Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích như thanh đao bén nhọn đâm vào tâm thần hắn, hắn kêu thảm thiết. Hắn vừa thất thần, hắn tạo ra ý cảnh cũng bị phá hoa rơi biến mất, nước chảy không còn. Lăng Hàn cười ha ha, hắn xông thẳng về phía trước, cũng cường công đối phương. Trương Khải Hoa gầm lên, trường kiếm chấn động, hắn cũng cường công cũng tạo ra ý cảnh khác, Lăng Hàn lại dùng sát khí xung kích phá hư. Trời ơi, hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, cũng chỉ có thiên tài như hắn mới có thể tạo ra ý cảnh ảnh hưởng người khác, gặp phải mãng phu như Lăng Hàn, đối phương không thèm giãn đạo lý, sử dụng xung kích tinh thần dã man nhất đánh tan, hắn có thực lực cường đại cũng không thể phá huy nửa điểm. Nếu như Lăng Hàn dùng lực lượng kinh khủng đánh bại hắn, hắn cũng nhận thua, mấu chốt là cảm giác thỉnh thoảng chúng một đao làm hắn biệt khuất. Cảm giác bị động chịu đòn rất khó chịu ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, hắn kêu gào, tâm cảnh đại loạn, kiếm pháp cũng loạn, càng ngày càng rơi xuống hạ phong. Lăng Hàn công kích cường thế, cho dù không cần năng lượng hủy diệt, hắn vẫn có thể áp chế thiên tài như Trương Khải Hoa. Qua hơn 10 chiêu, Trương Khải Hoa đã không có lực hoàn thủ. Một trang bức, làm ra vẻ, cố gắng thể hiện hành động khác với bản chất của mình. Trương 4052, thiên tài lôi ra. Trương Khải Hoa vội vàng rút lui, hắn thoát khỏi vòng chiến và thu kiếm, nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi, thời điểm nói ra câu này, gương mặt hắn tối tăm. Nhưng thân là một tên thiên tài, nếu như thua mà không dám nhận, vậy hắn không có tư cách tiến thêm một bước. Nhưng Trương Khải Hoa vẫn tràn ngập lòng tin, hắn chỉ bị áp chế tu vi, nếu như tái chiến lúc trúc cơ cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không kém, bởi vì chiến lực của hắn đứng thứ 29 trong thế hệ trẻ, thậm chí còn mạnh hơn. Vượt qua tiên môn, có khả năng để thiên tài biến thành phế tài, cũng từ phế tải biến thành phế vật. Lăng Hàn gật đầu, thực lực thiếu niên không yếu, hơn nữa cũng xem như quang minh lỗi lạc, hắn cũng mất đi vài phần địch ý. Ba, Trương Khải Hoa đưa tay phải ra, hóa thành trường đao chảm vào tay trái của mình, tiếng xương đứt gãy vang lên, cánh tay trái của hắn rủ xuống, hiển nhiên xương cốt đã bị chém đứt. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, nói, lần sau gặp lại, hy vọng người đã bước vào tiên đồ, có thể thống thống khoái khoái đọ sức một trận. Lăng Hàn kinh ngạc, kỳ thật hắn dự định thả đối phương, Trương Khải Hoa rất có cá tính, trực tiếp đánh gãy một tay của mình. Loại người này đáng ra kết giao, hắn gật đầu, cười nói, tốt, lần sau đánh tiếp, chúng ta luận bàn một hồi. Đây, Lăng Hàn ném ra một bình đan dược, Trương Khải Hoa tiếp nhận, kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, thuốc trị thương, Lăng Hàn nói, Trương Khải Hoa gật đầu, hắn tươi cười, trực tiếp đổ ra một viên ăn vào, cho thấy hắn tín nhiệm Lăng Hàn rất mạnh. Tiểu Bạch Kiểm, cẩn thận có độc, Tiểu La Lị nói, nàng là người chỉ sợ thiên hạ không loạn trương khải hoa không có để ý đến nàng hắn chỉ gật đầu với lăng hàn sau này còn gặp lại hắn lập tức lao ra khỏi cốc lúc rời khỏi sơn cốc hắn lại nói một câu ung um dung rời đi cẩn thận bàng ra khẳng định sẽ còn mời người khác xuất thủ lăng hàn cười một tiếng trương khải hoa là người thú vị tiểu nha đầu người không nói lời nào sẽ khó chịu hắn nhìn sang tiểu la lị đúng nha tiểu la lị liếm láp kẹo sữa nói Đáng tiếc, tên kia không mắc mưu. Đi thôi, lang Hàn lôi kéo tiểu la lị tiến vào hang động khác. Lang Hàn đánh quái mỗi ngày, lúc sáng sớm mỗi ngày, hắn vẫn tu luyện khi mặt trời mọc, trong tay cầm hỏa nguyên thạch, lực lượng thiên địa cuồn cuộn, cũng gia tăng tu vi hắn thật nhanh. Nhiều ngày trôi qua, tivi hắn tăng lên rất mạnh, lại mở ra 18 khiếu huyệt. Trên lý luận, hắn đã có thể xung kích tầm bí cảnh. Lang Hàn sẽ không như vậy, hắn vẫn khát vọng mở ẩn huyệt, cho nên, con đường khai khiếu cảnh còn rất dài hắn thu thập hỏa diễm tinh hoa càng ngày càng nhiều, nghe nói, chỉ cần số lượng hỏa diễm tinh hoa đạt tới trình độ nhất định, hắn không cần làm cái gì, tự nhiên sẽ ngưng tụ thành hỏa diễm tinh nguyên. Có lẽ không kém bao nhiêu, nhiều lắm chỉ hơn 10 ngày mà thôi. Lăng Hàn tươi cười, những ngày qua hắn liên tục chiến đấu với hỏa diễm quá, mặc dù hắn không sợ chiến, luôn đánh giết quái vật như vậy, hắn cũng sinh ra mệt mỏi. Sắp rời khỏi nơi này rồi, chiến đấu trong nhiều ngày như vậy, có đôi khi Lăng Hàn không có truy cầu hiệu suất, thời điểm đánh với hỏa diễm vương cũng không vận dụng năng lượng hủy diệt mà là liều mạng tử chiến với đối phương cố ý vẫn chịu một chút hỏa độc từ đó có thể tôi luyện tự thân kể từ đó cho dù hắn có đột phá nhanh thì căn cơ không bất ổn ở chỗ này lăng hàn đã trở thành bá chủ được công nhận tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều đi vòng qua hiệu suất của hắn và bảy tiểu oa nhi rất cao cho dù sơn cốc này lớn số lượng hỏa diễm quái nhiều hơn nữa cũng không đủ thường xuyên không có quái để giết nhưng có biện pháp ai dám đoạt quái với lăng hàn. Đám người tiếng oán than dậy đất, bọn họ làm sao lăn lộn. Đúng lúc này, rốt cục bàng ra lại xuất thủ, thời điểm lăng hàn rời khỏi hang động, nhìn thấy trong sơn cốc có một người trẻ tuổi chừng 25-26 tuổi đang đứng, một thân áo xanh, tóc đen như mực, ánh mắt tỏa ra thần quang nhẹ. Lăng hàn, người tuổi trẻ kia nhìn thấy lăng hàn, hai mắt có như thần quang, da thịt người ta như nước da. Lại là một cường giả, lăng hàn quay sang nhìn, nói, ngươi là ai, Người áo xanh trẻ tuổi lao tới, oanh, huyết khí toàn thân phun trào, có xu thế như một con hung thú đáng sợ. Ngươi không xứng hỏi tên của ta, ta tới giết ngươi. Khốn kiếp, sắc mặt lăng hàn âm trầm, ngươi muốn chết. Không hổ là lôi cửu quân, bá khí. Đúng thế, thiên tài lôi ra A, à, thiên tài bài danh 19 trong thế hệ trẻ an hoa quận. Lôi thiếu xuất thủ, lần này khẳng định 10 phần chắc chín. Rốt cục có thể diệt tên sát tinh này, không thì chúng ta có đánh quái ở đây vài chục năm cũng không có tác dụng gì. Lúc này có rất nhiều người quan sát, nhiều ngày trôi qua, bọn họ vô cùng tức giận, đều mong Lăng Hàn bị xử lý, chỉ ít cũng phải bị đuổi đi. Lôi cửu quân lao nhanh về phía trước, hắn không thể phát huy thực lực chút cơ cảnh, khi hắn còn ở phàm cảnh cũng rất mạnh, khí huyết cuồn cuộn như sóng. Người có gì ngôn gì không? Hắn thản nhiên nói, soái ca, ăn kẹo sữa không? Tiểu la lị xông tới, lôi cửu quân có vẻ ngoài không tệ, nàng chảy nước bọt. Đứng sang một bên, Lăng Hàn nắm lấy tiểu la lị, dùng nhu lực đẩy nàng sang bên cạnh, lại nói với lôi cửu quân. Ta chỉ có tặng cho ngươi hai chữ, ha ha, không biết sống chết, lôi cửu quân nhảy ra, oanh, hắn tu luyện một môn bí pháp, hắn như lôi quang lóe sáng, chỉ trong nháy mắt đã thôi phát tốc độ lên cực hạn, giống như một đạo thiểm điện. lang hàn hừ một tiếng, vung tay phải lên, xèo, thiên văn ngọc bay ra ngoài, thúc giục niệm lực, tốc độ tăng lên gấp 14 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ bản thân lôi cửu quân cực nhanh, khi đối mặt với Thiên Văn Ngọc gấp 14 lần vận tốc âm thanh, hắn không có khả năng né tránh. Nhưng hắn không thèm để ý, ám khí thì như thế nào, hắn có thể dùng một quyền đánh bay. Hắn vung quyền tấn công Thiên Văn Ngọc, phanh, tay hắn va chạm với Thiên Văn Ngọc, sắc mặt thay đổi. Lực phá hoại thật khủng khiếp, đồ vật rất nhỏ nhưng nó lại nặng khủng khiếp, lại thêm gấp 14 lần vận tốc âm thanh, với tu vi tầm bí cảnh của hắn hiện tại, làm sao có thể ngăn cản nổi. Máu tươi văng tung tóe, tay phải của hắn bị đánh nổ. Ngay cả như vậy, thế đi của Thiên Văn Ngọc không dừng lại, vẫn nện vào bụng hắn. Úp, lôi cửu quân lảo đảo suýt ngã, gương mặt trắng bệch sau đó biến thành màu tím sậm. Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay ôm bụng dưới, mồ hôi lạnh rơi xuống như suối. Đám người đứng ngoài phất cờ hò reo, sau khi nhìn thấy cảnh này liền im lặng. Làm sao có thể, đây chính là thiên tài lôi ra, tại sao chúng một chiêu liền quỳ. Trường 4053, trực tiếp làm thịt. Lôi cửu quân, thiên tài lôi ra, cũng là tồn tại bài danh xếp trước 20 trong thế hệ trẻ an hoa quận. Thiên tài như thế lại bị người ta dùng một chiêu đánh quỳ. Làm sao có thể, ai có thể thừa nhận, Lăng Hàn xải bước đi tới, lôi cửu quân thật lợi hại, chúng một kích của Thiên Văn Ngọc nhưng không chết. Hơn nữa, nguyên nhân là do lôi cửu quân quá mức chủ quan, bằng không hắn sẽ không thảm như vậy. Lăng Hàn, người ra tay quá ác, đánh nát tay của soái ca kia, người ta cũng không nên tàn phế. Tiểu La Lị đứng bên cạnh kêu lớn, Lăng Hàn không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào lôi cửu quân, sát ý đã khóa chặt đối phương. Lôi cửu quân không phải Trương Khải Hoa, Trương Khải Hoa vừa xuất hiện cũng không muốn lấy mạng mình, hơn nữa, người này quang minh lỗi lạc, Lăng Hàn cũng không động sát ý, thậm chí không tính đánh gãy tay đối phương. Lôi cửu quân thì khác biệt, ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai, thiên kinh địa nghĩa. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của Lăng Hàn, lôi cửu quân run rẩy, hắn đang kêu đau, hiện tại im lặng nhìn chầm chầm vào mặt Lăng Hàn. Ngươi thật là ác độc, hắn cắn răng nói, tràn ngập phẫn hận, một tay bị phế đi, hơn nữa còn là tay phải, chiến lực của hắn bị phế một phần ba. Mặc dù lôi ra bất phàm nhưng không thể tìm được thánh dược xương trắng mọc thịt, nói cách khác, sau này hắn sẽ là phế nhân. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không có việc gì, không cần lo lắng sau này sẽ biến thành phế nhân, bởi vì ngươi sẽ mất mạng. Ngươi còn muốn giết ta, lôi cửu quân ngạc nhiên, ầm, uhm, Lăng Hàn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh lôi cửu quân thành cạn bã. Hắn biết lôi cửu quân khẳng định sẽ nói lời uy hiếp, ví dụ như ta là thiếu gia nhà ai, hoặc là đạo tử của tông môn nào đó, hay biểu ca của ta rất lợi hại. Nhưng hắn quan tâm sao? Sau khi luyện thành ngũ hành tạo hóa đan, hắn sẽ quay lại thiên hải tinh, các ngươi cứ chậm rãi tìm hắn đi. Ngươi, ngươi sông đại họa rồi, có người run rẩy nói, hắn chính là thiếu gia lôi gia, cũng là tộc nhận được kỳ vọng trong lôi gia, giết hắn, lôi gia sẽ lật trời. Phải biết, thực lực lôi gia không kém bảng gia, hiện tại lôi cửu quân chết vì làm việc cho bàng gia, ta đoán bàng gia cũng nổi điên. Chết chắc, khẳng định chết chắc, chúng ta có bị liên lụy hay không? Tất cả mọi người cực kỳ bi quan, bọn họ trơ mắt nhìn lôi cửu quân bị oanh sát, phản nhất bị lôi ra giận chó đánh mèo, bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Lăng Hàn nhặt lấy thiên văn ngọc, hắn cũng không cần giải thích với đám người này. Hắn tiếp tục cây quái, khoảng 9 ngày sau, bảy tiểu hoa nhi tập hợp lại một lần, cũng giao hỏa diễm tinh hoa cho hắn, chuyện cổ quái xuất hiện, những hỏa diễm tinh hoa kia lóe sáng sau đó dung hợp với nhau, giống như có sinh mệnh. Qua một lúc, trong hộp xuất hiện viên châu đỏ thẫm, dường như bên trong có ngọn lửa đang nhảy múa. Lăng Hàn đưa tay đụng một cái, a, à, thật nóng. Hắn đóng hộp lại, cái hộp dùng ngọc khí tạo thành, cho nên không cần lo lắng sẽ đốt cháy hộp. Đi, hắn đã hoàn thành mục đích tại cực diễm cốc, cũng nên đi tới nơi khác. Lăng Hàn lấy địa đồ lý tinh thần cho hắn ra xem, hắn nhanh chóng xác định vị trí kế tiếp. Hàn Thủy Hồ khoảng cách cực diễm cốc gần nhất, cho nên Lăng Hàn cũng chọn nơi này. Chín người còn chưa xuất phát, nơi này có một đám người đi tới. Một hai chín năm sáu, nhị hoa bắt đầu đếm số, khóe miệng Lăng Hàn co giật, mặc dù nhãn lực nhị hoa tốt nhất, ở phương diện đếm số lại không tốt lắm. Hắn tự mình quan sát, đoàn người đối phương có 17 người, mỗi một người đều tỏa ra tự tin của cao thủ. Chí ít cũng là bước vào tiên đồ, Lăng Hàn, người thật to gan, lại dám đánh giết thiên tài của lôi gia một nam tử trung niên quát lăng hàn, tự nhiên cũng mang theo xu thế từ trên cao nhìn xuống. Hiển nhiên hắn là cường giả trúc cơ, cũng không cần khách khí với một tầm bí cảnh nho nhỏ. Ánh mắt lăng hàn biến thành ác liệt, nếu biết uy danh bản ma vương, các người còn tới tìm chết. Lăng hàn, không cho phép ngươi cướp ngoại hiệu của ta. Tiểu la lị bất mãn, lập tức kháng nghị, tạm thời mượn dùng một chút, đợi lát nữa trả lại cho ngươi. Lăng hàn quay đầu, hắn vừa cười vừa nói, như vậy còn tạm được, Tiểu la lị không lộn xộn, tiếp tục liếm kẹo sữa. 17 người đều tức giận, hai người này thật quá phận, dám không xem bọn họ ra gì. Không cần nói nhảm, trực tiếp bắt lại. Có người không nhịn được nữa, lãng phí thời gian với tầm bí cảnh, bọn họ làm vậy không phải làm trò cười hay sao. Cũng tốt, bắt lại, lăng trì xử tử, dùng tế điện cử quân. Bên cạnh có người gật đầu, lăng hàn hừ một tiếng, các người cảm thấy ăn chắc ta sao, tầm bí cảnh nho nhỏ. 17 người này là liên quân lôi ra và bàng ra, bọn họ biết một trọi một không có người nào là đối thủ của Lăng Hàn, ngay cả lôi cửu quân cũng bị giết, cho nên bọn họ liên thủ tới đây. Bọn họ vốn chờ ở bên ngoài, dù sao vào cốc sẽ bị áp chế tu vi, không bằng chờ ở bên ngoài, như vậy sẽ không có sơ hở nào, Lăng Hàn chậm chạp không đi ra, lại nghĩ tới đối phương tới nơi này kiếm hỏa diễm nguyên tinh, cho dù thế nào cũng phải ở lại bên trong vài năm. Như vậy quá lâu, bọn họ đợi không được, a à, Thiên Kiêu lôi ra bị xử lý, bọn họ lại ngồi chờ vài năm mới có thể báo thù, nói ra không bị người ta chê cười dụng răng sao? Cho nên, cho dù bỏ ra đại giới là hy sinh vài người, bọn họ cũng muốn vào cốc bắt lấy Lăng Hàn. Lần này bàng gia cũng tham gia, không có biện pháp lôi cửu quân chết, bọn họ khó thoát quan hệ, tự nhiên không có khả năng đứng nhìn. Nhưng 17 tên cường giả trúc cơ, cho dù bị áp chế tu vi vẫn có thể bắt lấy tầm bí cảnh nho nhỏ. Lang Hàn lộ ra sát ý lạnh lẽo các ngươi nhất định phải đến tìm cái chết, ta cũng thành toàn các ngươi. Giết, 17 người đồng thời giết tới, Lăng Hàn nghênh đón, trực tiếp vận chuyển năng lượng hủy diệt, hắn xuất trọng quyền. Phanh, có người muốn ngăn cản chính diện tranh thủ cơ hội cho người khác xuất thủ nhưng năng lượng hủy diệt tấn công, hắn bị đánh thành cạn bã. Lực phá hoại quá đáng sợ, liền đối mặt, 17 người biến thành 16 người. Khốn kiếp, cường giả bàng ra, lôi ra nhìn thấy việc này liền hoảng hốt, bọn họ biết Lăng Hàn rất mạnh, bằng không hắn cũng không thể giết lôi cửu quân, cũng đánh bại Trương Khải Hoa. Có thể dùng một quyền đánh chết trúc cơ cảnh, bọn họ cảm thấy ra đầu tê dại. Chẳng phải như vậy nói rõ, Lăng Hàn chỉ cần xuất ra 16 quyền là có thể giết 16 người bọn họ. Lăng Hàn đã khai sát giới, hắn cần lưu thủ hay sao? Dùng tới năng lượng hủy diệt, hắn đã có dự định diệt khẩu. Giết, phanh, 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 hắn di động thật nhanh, năng lượng hủy diệt bộc phát, cho dù đối thủ có phòng bị, cho dù sử dụng năng lượng bậc cao ngăn chặt, bọn họ vẫn bị hủy diệt cánh tay, thực lực hơi yếu, kẻ đó khó thoát khỏi cái chết. Chỉ qua mấy chiêu mà thôi, 17 người đã biến thành 9 người. Mọi người hoảng sợ vỡ mật, nào dám xông lên giết địch, vội vàng xoay người bỏ chạy. Chương 4054, lại nện chúng. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi sân cốc, sau khi khôi phục tu vi của mình, Chấn áp một tầm bí cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi bọn họ quay người, lại phát hiện đường lui bị sáu tiểu hoa nhi ngăn cản đại hoa đường này là ta mở nhị hoa cây này ta trồng tứ hoa muốn qua đường này ngũ hoa lưu lại tính mệnh tam hoa cao ngạo ấu trĩ những cường giả trúc cơ sắp phát điên hiện tại bọn họ luân lạc tới mức phải đánh nhau với tiểu hoa nhi hay sao muốn chết bọn họ không sợ trực tiếp giết tới sau đó bọn họ gặp bi kịch đám tiểu hoa nhi dễ chọc hay sao âm có hai người bị đại hoa dùng chân đạp ngược trở về có một người bị nhị oa nhìn rõ sơ hở, nàng vung quyền đánh bay, hô, tự oa phun lửa, ngũ oa phun nước, đồng thời tạo thành lôi trì không ai vượt qua. Thế công của chín người thất bại, không ai có thể phá vòng vây. Quái vật, đám người này đều là quái vật, người hai nhà bàng, lôi sắp khóc, bọn họ nổi điên sông vào sơn cốc làm gì. Nơi này áp chế cảnh giới, bọn họ có thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể phát huy. Nhưng bọn họ không có thời gian cảm khái, bởi vì sát thần đã hiện thân lăng hàn đuổi kịp năng lượng hủy diệt bộc phát rất mạnh hiệu suất chém giết rất đáng sợ cùng dai thậm chí yếu hơn một cảnh giới vẫn có thể quét ngang đối thủ lại tàn sát một lượt chín người biến thành năm người ta đầu hàng đừng có giết ta có người sợ hãi không sợ không được xông lên chính là chịu chết không có cốt khí giết lăng hàn không lưu tình hắn xuất quyền diệt sát người này ta không đầu hàng ba người còn lại quyết định theo đường cũ tốt vậy thì chiến lăng hàn lại xuất thủ trời đánh khốn kiếp, không có ai chơi như người cả. Ba người kia khóc không ra nước mắt, bọn họ sắp phát điện, người phải thế nào mới chịu dừng tay. ầm, um, chỉ qua vài quyền, Lăng Hàn xử lý đám người còn lại. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không lãng phí, hắn lục soát thân thể mỗi người, kết quả, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Có phải là cường giả trúc cơ hay không, nghèo như vậy? a, à, cũng phải, nơi này là Nguyệt Hoa Tinh, hoàn cảnh võ đạo phát triển cao độ, mặc dù trúc cơ cảnh đạp vào tiên đồ, cũng chỉ như vậy mà thôi, người mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, tự nhiên không có khả năng nắm giữ bảo vật gì. Được rồi, nên mau chóng luyện chế ra ngũ hành tạo hóa đan. Đoàn người lăng hàn rời khỏi sơn cốc, lúc này bên ngoài không có người nhà bàng, lôi, tất cả đã đi vào bắt hắn. Tiểu la lị lấy phi toa ra, bọn họ ngồi lên, xèo, phi toa phá không bay đi. Người sẽ không lại nện vào người nào đó chứ. Lăng Hàn nhìn thấy đường vân thúc giục phi toa đạt tới tốc độ cực hạn, tốc độ gấp 20 lần vận tốc âm thanh, hắn đổ mồ hôi lạnh, di động tốc độ cao như vậy, thị lực của hắn không cách nào bắt kịp hoàn cảnh chung quanh, rất dễ dàng va chạm với cái gì đó. Không có việc gì, phi tòa được ngoại công và ra ra luyện chế, đụng không hỏng. Tiểu La Lị nói ra, lang hàn mặt đen, hắn đang lo lắng cho phi tòa sao là sợ người đâm chết người đấy. Nhưng phi tòa đụng không hỏng, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít sẽ không bị tiểu La Lị hại chết. Chờ chút, hắn bắt đầu suy nghĩ sai lệch rồi nghĩ như vậy có phải quá không đạo đức hay không? Lăng Hàn tỉnh táo lại, nếu bọn họ đi bộ, chỉ cần thời gian 3 ngày là tới nơi nhưng sử dụng phi toa lên đường, bọn họ dùng thời gian nửa ngày là tới gần Hàn Thủy Hồ. Hỏng bét, tốc độ quá nhanh, thắng lại không kịp. Tiểu La Lị nói, ngươi thật không đáng tin cậy, chuẩn bị va chạm, Tiểu La Lị kêu lên, mặc dù rất gấp nhưng không nghe thấy nàng bối rối, ngược lại còn tràn ngập hưng phấn. Ngươi cố ý sao, oanh, không đợi Lăng Hàn nói chuyện, phi toa đã đáp xuống, cũng va chạm vào mặt đất, thế tiến quá mạnh cho nên phi toa cầy một đường trên mặt đất, chỉ mười mấy giây sau, phi toa mới ngừng lại được. Ha ha, cú đáp hoàn mỹ, tiểu la lị hưng phấn nói, tiểu la lị chết tiệt, xem ra đánh chết ngươi hay không. Lăng hàn nhe rằng, đây là nhi đồng có vấn đề. Phanh, đúng vào lúc này, một cánh tay đập vào cửa sổ phi toa, sau đó một gương mặt đen thui xuất hiện. A, à, vì sao cảnh này quen quen? Lăng Hàn nghĩ tới lúc bọn họ vừa tiến vào Nguyệt Hoa Tinh, tiểu la Lì cũng dùng phi toa nện vào mặt đất kết quả vẫn nện vào người may mắn lý tinh thần là chúc cơ cảnh bằng không hắn đã bị nện chết hiện tại lại đụng người đi lang hàn nhìn gương mặt đầy lửa giận bên ngoài cửa sổ nói thầm trong lòng mặc dù mặt đen nhưng vì sao thần sắc và động tác lại quen như vậy sẽ không nện vào đúng một người chứ lang hàn lập tức lắc đầu sao có thể trùng hợp như vậy hắn không dám khinh thường bảo tiểu la lị thu hồi phi toa cũng chuẩn bị chiến đấu ai biết đối phương không nói chuyện đuối lý không có nghĩa bọn họ chịu đánh tiểu la lị mặc phi toa vũ trang lên người nàng chuẩn bị chiến đấu nàng chính là đại ma vương đụng vào người nào đó trong mắt nàng chẳng phải chuyện to tát quả nhiên lại là các ngươi người đen thui kia nghiến răng nghiến lợi nói một câu a à, khóe miệng lăng hàn co giật một cái lý huynh thật đúng dịp người bất hạnh bị nện chúng lại là lý tinh thần kỳ quái ta không có dùng mảnh vỡ mộ bia đập vào đầu ngươi tại sao ngươi xui xẻo như thế Lăng Hàn nhịn cười, nói: "Lý huynh, ta muốn nói chúng ta không phải cố ý đụng ngươi, ngươi có tin hay không?" Lý Tinh Thần cắn nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao?" "Đúng vậy," Lăng Hàn Hiên ngang lẫm liệt, nói: "Lý huynh, chúng ta cũng không có sắp xếp thiết bị theo dõi lên người của ngươi, làm sao có thể cố ý đụng ngươi? Cho nên, tất cả đều là trùng hợp." Lý Tinh Thần thở dài: "Ta luôn cảm thấy ngươi là sao quả tạ của ta, quả nhiên, ta cố ý trốn tới nơi vắng vẻ như thế này." không nghĩ lại không tránh khỏi ngươi. Khách khách khách, tiểu la lị ôm bụng cười nhưng ngã. Lý huynh, nơi này có một thanh pháp khí nhất tinh, tặng cho ngươi xem như đền bù. lang Hàn cầm thanh kiếm đưa tới, đây là pháp khí khi hắn chém giết lôi cửu quân đạt được, bởi vì bị miểu sát, lôi cửu quân không có cơ hội vận dụng pháp khí. Không có biện pháp, hai lần suýt đụng chết đối phương, lang Hàn cũng cảm thấy trột dạ, thật sự ái náy với đối phương. Lý tinh thần vui mừng, mặc dù đặt trong phần lớn thế lực, pháp khí nhất tinh không tính là gì, đối với tán tu, nhất là tán tu trúc cơ, pháp khí nhất tinh cực kỳ chân quý. Càng đúng dịp chính là, hắn cũng dùng kiếm, cho nên hắn không kháng cử món bảo vật này, hắn mặt dày mày dạn nhận lấy, cảm thán một câu. Về sau cho dù bị các ngươi lại nện một lần, ta cũng nhận. Làm sao có thể, Lăng Hàn vội vàng cười nói, nội tâm cũng nghi ngờ, nếu ra hỏa này xui xẻo, thật sự có khả năng bị nện lần nữa. Lý tinh thần cũng không tức giận, bọn họ ngồi xuống uống chút rượu, ăn vài món dân dã, hóa ra Lý Tinh Thần chạy đến nơi đây là bởi vì phát hiện một khu vực bế quan, đã từng thuộc về cường giả cực đạo cơ, hiện tại vị cường giả kia đã chết, có khả năng lưu lại bảo vật. Hắn mời Lăng Hàn liên thủ thăm dò. Chương 4055, Hàn Thủy Hồ. Lăng Hàn không có khả năng đi cùng với Lý Tinh Thần, hắn còn chưa bước vào tầm bí cảnh, đi tham gia náo nhiệt làm gì? Lại nói, hắn không đặt cường giả trúc thiên cơ vào mắt nếu như thuận tiện đi một chuyến cũng không quan trọng nhưng nếu chậm trễ thời gian hắn thu hoạch ngũ hành tạo hóa đan, như vậy khẳng định không được. Sau khi ăn xong, Lăng Hàn tạm biệt lý tinh thần, đối phương hiện tại có một hiện pháp khí nhất tinh, lực lượng tăng nhiều. Lăng Hàn quan sát một chút, hắn cách hàn thủy hồ không đến trăm dặm. Mang theo đám tiểu hoa nhi cùng lên đường, chỉ mất một ít thời gian, bọn họ đã tới nơi. Hàn thủy hồ nói là hồ, không bằng nói là biển. Cái hồ này vô cùng rất lớn, nhìn không tới điểm cuối cùng, nghe nói chỗ rộng nhất cũng khoảng 5 ngàn dặm, chỗ hẹp nhất cũng có hơn 2 ngàn dặm. Toàn bộ hồ nước đều bị thiên địa chân áp, cho dù là cường giả tiên đồ tới cũng sẽ bị ép đến tầm bí cảnh. Có đôi khi cường giả tiên đồ không chú ý, ngựa khí bay lướt qua hồ nước, nếu như độ cao không đủ, bọn họ vẫn bị thiên địa đại thế ảnh hưởng, cũng ngã từ trên trời xuống. Nơi này cũng giống cực diếm cốc, thủy nguyên tố do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành sinh linh đặc biệt và du đãng trong hồ, diệt chúng sẽ có được thủy tinh hoa, siêu tập thủy tinh hoa đủ nhiều, như vậy sẽ ngưng tụ thành thủy nguyên tinh. Ta chán ghét nơi này, tứ hoa nói, nàng trời sinh nắm giữ hỏa thần thông, cũng đặc biệt chán ghét hoàn cảnh giá lạnh cùng ẩm ướt, huống chi nơi này là biển nước mênh mông. Hi hi, ta thích nơi này, ngũ hoa rất hài lòng, được rồi, nên chia ra hành động một tháng sau sẽ tập hợp tại nơi này một lần. Lăng Hàn nói, vâng, phụ thân, bảy tiểu hoa nhi đều gật đầu, Lăng Hàn, người đang nô dịch lao động trẻ em, không sợ lương tâm cắn rứt sao. Tiểu la lị vừa liếm kẹo sữa, vừa chỉ trích lăng hàn. Lăng hàn một tay sách nàng lên, ngươi không nói lời nào, không ai bảo ngươi câm, ai, nói ra chân tướng liền bị nhầm vào. Tiểu la lị nhún vai, giang tay ra, dáng vẻ rất bất đắc dĩ. Chín người lăng hàn chia ra hành động, vẫn là lăng hàn cùng tiểu la lị một tổ, hắn phải nhìn chằm chằm vào nàng, bởi vì nàng quá biết gây sự. Hai người tiến vào hồ nước nhưng hiển nhiên nơi này còn phiền phức hơn cực diếm cốc, bởi vì trong nước là không gian lập thể, nó còn lớn hơn cả cực diễm cốc, thủy nguyên tố phân bố phân tán, tìm kiếm vô cùng khó khăn. Hơn nữa, bọn họ còn không có tu đến trúc cơ, không có biện pháp hấp thu lực lượng thiên địa, cho nên nhất định phải dựa vào không khí. Nói cách khác, hắn chỉ có thể nín một hơi tiến vào trong hồ, chờ sử dụng hết hơi này, hắn liền phải lấy hơi, nếu không sẽ ngạt chết. Cũng may với thực lực của hắn hiện giờ, nín một hơi nín là một giờ đồng hồ. Nhà đầu, người vào trong hồ lô hay nín hơi thở đi cùng ta lang hàn hỏi đương nhiên là đi cùng chờ đợi trong hồ lô sẽ nhàm chán muốn chết tiểu la lị không chút do dự nói tốt hai người hít một hơi sau đó tiến vào trong hồ lúc này hàn ý ập tới máu huyết bọn họ lập tức đóng băng lạnh quá tiểu la lị vội vàng dùng hai tay ôm ngực không ngừng run rẩy lang hàn cầu thông năng lượng hỏa diễm thiêu đốt ngoài cơ thể cũng xua tan hàn ý ra ngoài nhưng làm thế sẽ tiêu hao niệm lực tiểu la lì cũng kích phát ra năng lượng hỏa diễm xua tan hàn ý thật sự là nơi quỷ quái nàng nhe giang nói người ta chán ghét nơi này hồ lô lang hàn chỉ chỉ giữ nguyên hồ lô không muốn tiểu la lị vẫn lắc đầu hai người ẩn vào trong hồ nước trên mặt nước không nhìn thấy thủy nguyên tố sinh linh nhất định phải xuống nước hồ này quá lớn tự nhiên rất sâu lang hàn phát động nhãn thuật cũng chỉ nhìn thấy trăm trượt lại xuống sâu hơn nơi đó quá đen hắn không nhìn thấy cái gì Nước hồ rất lạnh, trong hồ cũng có thật nhiều băng sơn, nghe nói có chút băng sơn to như hòn đảo nhỏ, phía trên cũng sẽ có thủy nguyên tố sinh linh. Hai người bơi sau một lúc, phía trước xuất hiện một con cá, nó dài chừng một trượng vừa vặn lao về bên này, hơn nữa chỗ rộng nhất chỗ chỉ hơn thước, giống như dây lưng thật mỏng. Màu của nó lối đốm, cực kỳ xinh đẹp, cũng chờ hai người lăng hàn đến gần, nó lập tức phát động công kích, há miệng, xèo, một đạo băng tiễn bắn về phía lăng hàn. Người biết bắn sao? Lăng Hàn nói thầm trong lòng, quả quyết há miệng ra, đánh ra một đạo kim kiếm. Sau khi hắn bước vào thất văn, kim kiếm do lực lượng canh kim tạo thành, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Soát, một kiếm chém qua, đón đỡ băng tiến, lập tức đánh nát băng tiến, tình thế không giảm chút nào, lại còn tiến lên phía trước. Một kiếm mà thôi, con cá lớn bị hắn chém giết, thân thể nhanh chóng hòa tan và ngưng tụ thành băng tinh, các phần còn lại biến mất. Nhưng viên băng tinh kia không biến mất, rất kỳ quái rõ ràng nhỏ như giọt nước, cũng không thể hòa làm một thể với chung quanh. Thủy tinh hoa, lăng hàn vươn tay, hắn cầm lấy giọt nước, rất nhỏ, nhỏ hơn hạt gạo gấp trăm lần, nếu không phải lăng hàn nhãn lực vô cùng tốt, đoán chừng hắn sẽ bỏ qua. Cái đầu tiên, lăng hàn cười nói, hắn cũng ưa thích tranh đấu, hắn bơi trong hồ nước, tìm kiếm thủy nguyên tố sinh linh mới. Hồ này thật sự quá lớn, hơn nữa trong nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ, bởi vậy, qua mười mấy phút sau, Hắn mới gặp con thủy nguyên tố sinh linh thứ hai, đây là một con rùa băng lớn. Con rùa dài 10 trượng, hình thể khổng lồ, mặt trên còn có các ký hiệu kỳ diệu, vô cùng mạnh mẽ, Lăng Hàn cần phí chút tay chân mới giết được. Nhưng thủy tinh hoa trên người nó lại ít đến đáng thương, cũng không có lớn hơn con trước. Lăng Hàn phiền muộn, hắn phải tốn thời gian gấp đôi mới có thể giết được con rùa, thu hoạch tương ứng lại không tăng lên, như vậy quá không công bằng. Sau một tiếng, Lăng Hàn mới dùng hết một hơi của mình hắn cũng không có nổi lên mà là tiến vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô. Ở chỗ này, hắn có thể hô hấp tự nhiên, mặc dù ở trong nước, dưỡng nguyên hồ lô không chiếm được không khí bổ sung nhưng với không gian to lớn bên trong hồ lô, hoàn toàn có thể giúp hắn lấy hơi nhiều lần. Mấu chốt là, ở chỗ này đánh quái cần không ngừng vận chuyển năng lượng hỏa diễm, như vậy tiêu hao niệm lực quá lớn, cho nên, hắn ở lại đáy nước 3 ngày sau, lăng hàn không thể không nổi lên mặt nước, hắn cần phải khôi phục tinh thần lực. Đúng dịp chính là, phía trước xuất hiện một khối băng nổi to lớn. Khối băng lớn đến mức nào, có thể gọi nó là đảo, đường kính đạt đến 200 trượng, bộ phận nổi lên mặt nước lại bằng phẳng. Không đúng, đây không phải thiên nhiên hình thành mà là bị san bằng. Trên băng sơn có hai người rằng co, tay áo bồng bềnh, đều có khí chất phiêu giật xuất trần. Ánh mắt của bọn họ sinh ra chiến ý như lửa, bọn họ quyết chiến ở đây sao? Trường 4056, người không xứng xem cuộc chiến. Trong hàn thủy hồ, trên băng đảo, lưỡng cường tranh chấp. Hai người này đều rất trẻ trung, một người trang phục xanh, một người trang phục tím, hai bên rất trẻ tuổi, hơn nữa trên người bọn họ còn có phong thái kinh người. Tiền xâm lai, người thời điểm trúc nhân cơ đánh không lại ta, thời điểm trúc thiên cơ đánh không lại ta, hiện tại trở lại phàm cảnh, người vẫn không phải đối thủ của ta. Người trẻ tuổi trang phục xanh ngạo mạn nói một câu, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, có hung uy lăng lệ ác liệt người trẻ tuổi trang phục tím tên tiền sâm lai like hừ một tiếng la tây xếp hạng của ta thấp hơn ngươi là bởi vì chiến lược yếu hơn ngươi sao ngươi chỉ có vận khí tốt mới có thể xếp hạng cao hơn ta một vị trí thanh niên trang phục xanh la tây lắc đầu ngươi mạnh miệng đi xem ta dạy ngươi làm người như thế nào sợ ngươi sao tiền sâm lai like không sợ hãi nhưng trước đó cần phải đuổi con ruồi đi đã la tây nhìn về phía lăng hàn Lúc trước hai người không có nhìn Lăng Hàn một lần nhưng cũng không đại biểu bọn họ không phát hiện Lăng Hàn. Đường Vân Nhi đã tiến vào trong hồ lô, niệm mặc dù lực của nàng vượt xa cùng thế hệ nhưng hiển nhiên không thể so sánh với Lăng Hàn, đã sớm không chịu nổi. Tiền sâm lai nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, trong tay cầm chiến đao màu đen, phía trên hiện ra đầy hoa văn, tỏa ra hung uy ngập trời. Cút, chúng ta chiến đấu, người không xứng quan sát. Lăng Hàn chỉ tính đi lên băng đảo khôi phục một chút niệm lực sẽ rời đi, dù sao phía trên cũng không có thủy nguyên tố sinh linh điều kiện tiên quyết chính là hắn nguyện ý đi ngươi đuổi ta dựa vào cái gì băng đảo này là nhà của ngươi sao lang hàn hỏi tiền sâm lai sững sờ đương nhiên không thể nào đây là thiên nhiên hình thành nhưng ngươi không biết tiền sâm lai ta là ai chăng lại dám ngang hàng với ta cho dù nhà ngươi xây hàn thủy hồ là của nhà người sao lang hàn há mồm liền ra tiền sâm lai ngạc nhiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì ha 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 La Tây cười to, hắn và Tiền Sâm Lai bởi vì vấn đề xếp hạng nên làm oan gia với nhau rất lâu, bây giờ nhìn thấy đối thủ cũng ngây người như thế, hắn cảm thấy rất sảng khoái. Tiền Sâm Lai tức giận, nói, ngươi nhất định phải ăn chút đau khổ sao. Hắn nhanh chân ép tới, lưỡi đao kéo lê trên băng đảo, tư, tia lửa xuất hiện. Trên thực tế, băng đảo cực kỳ kiên cố, hoàn toàn có thể tiếp nhận tầm bí cảnh phổ thông chiến đấu phía trên, hiện tại bị hai người đánh tan phần ngọn, thực lực mạnh đến mức dọa người. Đương nhiên bọn họ dùng tới năng lượng tầng thứ cao, nếu không, chỉ luận man lực, tầm bí cảnh còn chưa có tư cách đánh tan phần ngọn của băng sơn. Lăng Hàn khoanh tay trước ngực, nói, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Ngươi xứng sao, tiền sâm lai cười lạnh, hắn chính là thiên tài xếp hạng thứ 9 trong thế hệ trẻ an hoa quật, đánh nhau cùng cấp, người lợi hại hơn hắn chỉ có 5 người, thậm chí còn ít hơn. Loại xếp hạng này, đương nhiên sẽ không nghiêm ngặt dựa vào chiến lược đánh nhau cùng cấp, cho nên hắn tự tin chiến lực chân thật sẽ không xếp thứ 9. Dù hắn chỉ đứng thứ 9, cũng không phải người trẻ tuổi lạ lẫm trước mặt có thể so sánh, kém hơn quá nhiều. Lăng Hàn hoạt động tay chân một chút, nhoẻn miệng cười. Trong nước buồn bực, ta chơi với ngươi giải buồn, Tiền Sâm Lai cao mày, gia hỏa này thật sự muốn chết hay sao, lại dám khiêu khích mình như thế. Đúng, người này căn bản không biết mình là ai, khó trách tự tin như vậy. Ha ha, cho hắn xem thế nào là thiên tài đỉnh cấp. Gục xuống cho ta, hắn xuất thủ, tay trái nhô ra, oanh, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay đánh ra một kích, ầm, hắn hóa giải công kích của Tiền Sâm Lai. A, à, ơ, Tiền Sâm Lai, là Tây đều xứng sờ, việc này nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Cho dù Tiền Sâm Lai không dùng toàn lực, thực lực Lăng Hàn cũng không thể xem thường. Nếu ngươi cũng có thực lực trúc cơ, ngươi có tư cách đứng trong top 100. Tiền Sâm Lai nói, đáng tiếc là ngươi chỉ là tầm bí cảnh nho nhỏ còn chưa nhảy ra khỏi tiên môn nói không chừng sẽ phai mở biến thành kẻ soàng xính hạng soàng xính cũng có thể đánh bại ngươi lăng hàn phản kích hắn lao tới vung vẩy hai quyền oanh 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 lực quyền cực kỳ bá đạo tiền sâm lai cẩn thận cũng không cần đao hắn thu lại và dùng song trưởng phản công lăng hàn chê cười hắn chính là thiên tài hiếm có tại an hoa quận nếu đối phó một vô danh tiểu tốt còn cần dùng pháp khí hắn còn mặt mũi sao giao thủ mấy chiêu Tiền Sâm Lai cao mày, đối thủ này cường đại vượt qua dự kiến của hắn. Cũng may, đối thủ giống như không tu niệm lực, cũng không có sử dụng năng lượng tầng thứ cao, mặc dù chiến lực cường đại nhưng lực sát thương chỉ dựa vào man lực, hắn có thể hóa giải dễ dàng. Đây là tự nhiên, Lăng Hàn sử dụng gần hết niệm lực mới trồi lên mặt nước, mặc dù hắn còn có thể sử dụng một lúc, đối phương không chỉ có một người, đương nhiên hắn phải lưu chút át chủ bài. Thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, nếu hắn vận dụng niệm lực, như vậy khẳng định sẽ câu thông năng lượng hủy diệt, trực tiếp đánh chết hai người này. Cho dù như thế, Lăng Hàn mở nhãn thuật ra quan sát, tùy tiện nhìn phá sơ hở của tiền xâm lai, cũng nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Tiền xâm lai không cảm thấy bối rối, hắn cười ha ha. Tiểu tử, ta không biết vì cái gì lực lượng ngươi lớn như thế nhưng ngươi không tu niệm lực, chiến lực đã yếu đi một nửa. Ngươi xem một chút, tầm bí cảnh có thể mạnh đến mức nào. Hắn quát một tiếng, song trưởng biến thành màu bạc. Hiển nhiên nó là năng lượng kim loại, hơn nữa vô cùng khả năng cấp độ còn nồng đậm hơn Lăng Hàn dẫn động năng lượng kim loại, phương thức bài bố cũng có chỗ khác biệt, từ đó mới có màu bạc. Oanh, hắn vung trường, hào quang màu bạc tỏa ra chói mắt. Lăng Hàn dùng nhục quyền nghênh đón, ầm, hai người đấu một kích, tất cả đều lui về phía sau vài bước. Trên nắm tay của Lăng Hàn xuất hiện vết máu, lực phá hoại năng lượng tầng thứ cao quá lớn, hơn nữa Tiền Sâm Lai nắm giữ linh đồ phi thường bất phàm, uy lực càng lớn, cũng may mắn chính là lăng hàn rèn luyện xương cốt quá cứng rắn cũng chỉ chóc ra mà thôi lại nhìn tiền sâm lai hắn không khá hơn chút nào xương bàn tay đã nứt ra vì cái gì lăng hàn dùng tần suất công kích cũng không thể cho ngươi dùng năng lượng tầng thứ cao ta vẫn duy trì chiến lược ban đầu à đúng là xem thường ngươi tiền sâm lai nói một kích vừa rồi hắn đã dùng toàn lực ứng phó hắn chỉ có thể ngang tay với lăng hàn thực lực của đối thủ xem như bất phàm chí ít trong cấp bậc tầm bí cảnh Đối phương đã có được tư cách chống lại mình. La Tây cũng thu nụ cười của mình, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Nếu Lăng Hàn vẫn bảo trì tiêu chuẩn như vậy khi vượt qua tiên môn, như vậy người này tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh cường đại của bọn họ. Mấu chốt chính là, đối phương vẫn chưa câu thông năng lượng tầng thứ cao đã lợi hại như vậy, nếu hắn học xong cách điều động niệm lực sẽ như thế nào. Chương 4057, cải tiến. Tiền Sâm Lai nghiêm túc nhìn thẳng vào Lăng Hàn, hắn thu hồi một tia khinh thường cuối cùng. Mặc dù ở bên ngoài, hắn có thể dùng một ngón tay nghiền áp Lăng Hàn nhưng ở nơi này, đối phương lại là kình địch. Hắn hít sâu một hơi, bày ra tư thế tiến công. "Tam Nguyên Phiêu Phong Trưởng!" La Tây thốt lên, hắn càng kinh hãi, đây là một trong các tuyệt chiêu của Tiền Sâm Lai, không nghĩ tới đối phương lại dùng tới nhanh như vậy. Lăng Hàn cũng không chủ quan, hiện tại Tiền Sâm Lai tỏa ra khí thế cường đại, giống như chính trời sập xuống, hắn cũng bị một trưởng này đẩy lùi. Đây là tiên thuật, cường giả tiên đồ có một ưu thế đó chính là có thể chân chính nắm giữ tiên thuật, dùng lực lượng tầm bí cảnh thôi động, mặc dù uy lực sẽ yếu hơn rất nhiều nhưng khẳng định cũng mạnh hơn võ kỹ. Vậy thì tốt, tiên thuật đấu tiên thuật, lang hàn hóa quyền thành trảo, thân như diều hâu tung cánh, đồng thời phát ra khí thức hung lệ, có xu thế hung cầm mãnh thú thời kỳ hồng hoang. Kim điêu thập bát trảo, tiền xâm lai chấn kinh, khốn kiếp, xảy ra chuyện gì, tầm bí cảnh có thể học được tiên thuật. Ngươi là quái vật sao, thời điểm hắn khiếp sợ, lăng hàn đã giết tới, song trảo vũ động, kim quang đầy trời. Tiền sâm lai chấn kinh thì chấn kinh, đương nhiên cũng không có khả năng sợ hãi, dùng bản năng nghênh kích lăng hàn. Âm, um, âm, um, âm, um, hai người không ngừng va chạm, màu vàng kim và ánh sáng màu bạc lóe sáng. Đột nhiên lăng hàn nghĩ thầm, nếu yêu hầu quyền do hầu ca truyền thụ, nó khẳng định cũng là tiên thuật, hơn nữa hắn cũng từng dẫn động hư ảnh yêu hầu khủng bố, uy thế thật sự mạnh đến mức không cách nào hình dung. Nhưng mà, yêu hầu quyền mạnh nhất chính là tần suất công kích, hắn có thể dùng yếu đấu mạnh mà không rơi vào thế hạ phong. Vấn đề là hắn cần trước nắm giữ nhịp đập công kích của đối thủ, khi đó mới có thể phát động tần suất công kích. Đó là bị động, có thể không nhìn thấy công kích của đối thủ, bản thân mình tự hình thành tần suất công kích. Có thể thử một chút, một khi thành công, chiến lực của hắn sẽ tăng lên cao hơn. Ánh mắt lang hàn lóe sáng, đột nhiên hắn sử dụng yêu hầu quyền. Khốn kiếp, người trò quỷ gì thế? Tiền xâm lai phiền muộn, hắn không thể thích ứng tiết tấu của kim điêu thập bát chảo có thể lăng hàn đột nhiên hóa chảo thành quyền tiết tấu công kích thay đổi hoàn toàn hắn có cảm giác khó chịu muốn thổ huyết cao thủ đều thích nghiên cứu tuyệt học của đối thủ sau đó phá giải hiện tại hắn vừa mới nắm giữ mấy phần lăng hàn lại không thi triển hắn giống như tiểu hài tử bị giành lấy đồ chơi cực kỳ khó chịu lăng hàn vừa thi triển quyền pháp hắn cảm thấy áp lực cực lớn hắn cảm thấy áp bách tinh thần của đối thủ ý cảnh tiền sâm lai giật mình chỉ có tiên thuật mới có thể tu ra ý cảnh nhưng cũng không phải là mỗi một môn tiên thuật đều như thế, nhất định phải là tiên thuật thượng thừa, hơn nữa người sử dụng cũng phải tiên phú kinh người, cũng nắm giữ tinh túy của tiên thuật. Một tầm bí cảnh lại nắm giữ tinh túy của tiên thuật. Hơn nữa, uy lực môn quyền pháp này mạnh như vậy. Ý cảnh phổ thông chỉ có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, giống như đưa người ta vào trong lò lửa, trong núi băng, chỉ có số rất ít ý cảnh là trực tiếp áp bách tâm linh, hiệu quả càng trực tiếp, cũng là lưỡi dao hai lưỡi bởi vì một khi đối thủ ý chí đủ cường đại có thể áp chế ngược lại người thi pháp nói từ điểm đó người sáng tạo ra môn quyền pháp này cực kỳ bá đạo cũng rất tự tin một quyền của ta vô địch thiên hạ lăng hàn cũng như thế thét dài một tiếng yêu hầu quyền đánh lung tung hắn giống như hóa thành một con yêu hầu viễn cổ muốn nghiền ép tất cả hắn xuất từng quyền mỗi quyền đều mang theo lực chấn động người quá coi thường ta tiền sâm lai giống to hắn vận dụng toàn lực niệm lực phun trào hai tay của hắn sáng ngời, ánh sáng màu bạc có thể làm mù mắt người khác. Oanh, 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 hắn không ngừng va chạm với Lăng Hàn, nói đến chiến ý, hắn thân là thiên tài đỉnh cấp đương nhiên sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Người muốn liều mạng thì liều mạng, ta tuyệt đối không sợ. Việc này càng hợp ý Lăng Hàn, hắn cần áp lực giúp chính mình đột phá. Áp lực càng lớn, động lực càng đủ, sắc mặt la tây càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù nói Lăng Hàn còn chưa bước vào tiên đồ, lúc đột phá tiên môn có khả năng xuất hiện việc ngoài ý muốn nhưng vạn nhất đối phương vượt qua tiên môn, chiến lực vô cùng cường đại thì sao? Kẻ này tuyệt đối là kinh địch, kỳ quái, an hoa quận lúc nào xuất hiện thiên tài trẻ tuổi như thế? Lăng Hàn dần dần có cảm ngộ, hắn đã nắm giữ tần suất công kích, biết nguyên lý, hiện tại hắn không ngừng tích lũy lực lượng, chỉ là cần một chuyển biến mà thôi. Là như vậy, hắn xuất quyền như thiểm điện, lực lượng to lớn phía trước xuất hiện, lực lượng phía sau đuổi theo, tạo thành hình gợn sóng ầm um, đấu một kích lăng hàn lảo đảo lui trở về trái lại tiền sâm lai không lui một bước hắn chiếm thế thượng phong mặt ngoài nhìn thì lăng hàn ăn thua thiệt làm người ta khó hiểu chính là hắn lại nở nụ cười bởi vì hai cỗ lực lượng tạo thành tần suất công kích tăng lên thật nhiều uy lực nhưng hai quyền lực tích lũy không thể chống cử tiền sâm lai ứng phó toàn lực cho nên hắn rơi vào hạ phong lại đến hắn vung ra ba quyền lực lượng một đạo tiếp lấy một đạo giống như từng lớp từng lớp sóng ập tới ầm um, ầm um, um lăng hàn va chạm với tiền sâm lai lần này hắn lâm vào hạ phòng tình huống của hắn đã thay đổi một chút lăng hàn thét dài một tiếng bốn tầng lực lượng chấn động năm tầng sáu tầng bảy tầng khi tần suất của lăng hàn càng ngày càng mạnh hắn cũng dần dần lâm vào yếu thế đã là hoàn toàn không thua gì tiền sâm lai tiền sâm lai gầm lên cho dù hắn chiếm thượng phong hắn cũng có thể đạt được thắng lợi rất nhanh lăng hàn lại quá ương ngạnh hắn có thể xóa đi điểm yếu thế của mình thế công của hắn nhanh hơn hiển nhiên muốn xử lý lăng hàn ở bên kia la tây cảm giác toàn thân lạnh lẽo ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê hắn đã nhìn rõ ràng lăng hàn lúc trước đang thí nghiệm một môn kỹ pháp hoặc thứ gì đó bởi vì chưa quen thuộc cho nên hắn mới đột nhiên đã rơi vào hạ phong nhưng bây giờ hắn nắm giữ thuần thục cho nên hắn lật ngược cục diện chuyện này rất đơn giản ý nghĩa ẩn sau nó lại vô cùng kinh khủng từ đối chiến cường độ lăng hàn có thể thí nghiệm kỹ pháp mới hắn có tự tin và ngộ tính cỡ nào Hắn có cảm giác An Hoa quận nhất định sẽ xuất hiện một thiên tài cực kỳ chói mắt. Lăng Hàn cười ha ha, hắn đã hoàn thành chuyển biến, cũng chuyển hóa tần suất công kích thành bản thân của mình. Tới, hắn lại xuất một quyền, nắm đấm bộc phát tần suất chấn động điên cuồng, trong nháy mắt đã đánh ra 70 trọng lực. Cực hạn của yêu hầu quyền là 108 trọng lực, hắn còn chưa đạt tới cực hạn này. Việc này cũng không phải 70 trọng lực chồng lên nhau mà là từng lớp từng lớp tạo thành tần suất đặc biệt. Ầm, um, tiền Sâm Lai đón đỡ. Vẻ mặt hắn thay đổi, không tự chủ lui về phía sau ba bước. Lăng Hàn ngược lại, bốn bề yên tĩnh, rất hiển nhiên, cục diện bây giờ là Lăng Hàn chiếm ưu thế. Tiền Sâm Lai không thể tin được, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, nội tâm chấn động rất mạnh. Làm sao có thể, làm sao có thể? Chương 4058, bại thiên kiêu. Tiền Sâm Lai, nên để ta tới đi, La Tây đi ra, cút, ta còn chưa bại. Tiền Sâm Lai không chịu, còn chưa bại, La Tây lắc đầu, nói Ngươi đã thua còn không chịu thừa nhận, về sau ta xấu hổ làm bạn cùng ngươi. Tiền sâm lai khó thở, trên thực tế hắn chỉ hơi lâm vào hạ phong, lăng hàn lúc trước cũng không phải chưa lâm vào hạ phong, dựa vào cái gì hắn chỉ bị đẩy lùi vài bước liền bị thua. Hắn không phục, hắn tiến lên kịch chiến với lăng hàn. Nhưng lăng hàn đã hoàn toàn thích ứng tần suất công kích mới, hắn phát hiện đây mới là phương thức vận dụng yêu hầu quyền chính xác. Bởi vì yêu hầu sáng tạo môn quyền pháp này vô cùng có khả năng là tổ vương như hầu ca nói, đó chính là đại đế, đã từng vô địch một thời đại, nhân vật bá khí như thế, còn cần để ý đối phương dùng chiến thuật và nhịp điệu gì hay sao? Không cần, một quyền của ta là vô địch, cho nên, sau khi Lăng Hàn chuyển hóa, vận chuyển yêu hầu quyền càng thuận buồm xuôi gió, đồng thời bảy mươi trọng lực chồng lên nhau, uy lực tần suất công kích của hắn đã mạnh hơn xưa. Tiền Sâm Lai đánh không lại, mặc dù hắn cũng không kém hơn Lăng Hàn bao nhiêu, cho dù kém hơn một ít cũng là kém hơn một ít, bị Lăng Hàn đè đánh. Cho dù hắn có thể kiên trì thời gian dài nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện này. Dù sao hắn cũng là thiên tài, hắn vẫn cần mặt mũi, cuối cùng lại nổi giận gầm lên một tiếng, thối lui ra khỏi chiến đấu. "Không đánh, La Tây đi lên trước, ngươi bây giờ có tư cách xưng tên ra." Lời này đương nhiên là nói với Lăng Hàn, dùng thân phận trúc cơ của hắn, nói như vậy cũng không quá mức. Lăng Hàn cười ha ha, "Đánh thì đánh, cần gì nói nhảm nhiều như thế?" Hắn chủ động lao tới, phát động yêu hầu quyền không ngừng oanh tạc. Hiện tại hắn không cần nắm lấy nhịp điệu công kích của đối phương, hoàn toàn lấy chính mình làm trung tâm, cảm giác thư sướng và bá khí sinh ra trong lòng hắn. Ta quản ngươi là người hay là yêu, quản ngươi mạnh bao nhiêu, đương nhiên một quyền là có thể giải quyết. Một quyền không giải quyết được, vậy thì hai quyền, là tây bất đắc dĩ, bị ép nghênh kích, hắn đã tính trước, hắn đứng nhìn cũng không phải nhìn xuông, hắn đã nghĩ ra đối sách nhưng chân chính vừa bắt đầu, hắn phát hiện đó là hai việc khác nhau hoàn toàn, chính mình nghĩ ra biện pháp ứng phó lại không dùng được hắn cũng bị lăng hàn áp chế mặc hắn làm thế nào cũng không thể vãn hồi chỉ có thể bị động phòng thủ ha ha la tây người không phải rất ngông cuồng sao tiền sâm lai cười to hắn và đối thủ cạnh tranh của mình chính mình không có thủ thắng đương nhiên cũng không hy vọng la tây có thể chiếm thượng phong la tây cắn răng hắn thi triển từng môn bí thuật muốn xoay người nhưng bí pháp cũng không nhiều giống như yêu hầu quyền uy lực kinh người một môn quyền pháp là có thể trấn áp thiên hạ, còn cần quyền pháp khác hay sao? Mặc cho hắn xoay chuyển như thế nào, hắn vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Giao chiến trăm chiêu, hắn không thể không rời khỏi cuộc chiến, tái chiến tiếp, hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù đối thủ cạnh tranh bại, Tiền Sâm Lai lại không cảm thấy cao hứng chút nào. Hai đại cường giả trúc cơ, hơn nữa còn là thiên tài trẻ tuổi trong An Hoa Quật, hắn lại bị một người không có danh tiếng gì đánh bại. Làm sao chịu nổi, bọn họ nhìn nhau còn cần luận bàn sao? Hai người đồng thời lắc đầu, không đánh thắng một tên tầm bí cảnh, còn có mặt mũi luận bàn sao? Đi thôi, còn ở lại làm gì? Hai người đồng thời đạp sóng rời đi, dù tu vi bị ép đến tầm bí cảnh nhưng đạp sóng lại không thành vấn đề gì. Lăng Hàn cười một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng cho dưỡng nguyên hồ lô hấp thu không khí tươi mới. Một đêm qua đi, mặt trời mọc, ánh nắng nhu hòa chiếu rọi thiên địa, Lăng Hàn lại không cảm thấy ấm áp gì, bởi vì Hàn thủy hồ thật sự quá lạnh. Một đêm qua đi, niệm lực của hắn cũng khôi phục bảy tám phần, hắn cho đường Vân Nhi cũng đi ra tu luyện, tiểu la lì cực kỳ lười nhát, không thúc giục thì không chịu tu luyện. Kỳ quái, vì cái gì đám tiểu hồ lô chỉ cần trưởng thành bình thường thì thực lực lại tăng lên như bay. Ách, người ta mọc ra từ hồ lô đằng nha, hỏa nguyên thạch của lăng hàn còn chưa sử dụng hết nhưng sử dụng ở nơi này thì uy lực giảm mạnh. Thủy hỏa tương khắc, hắn không có lãng phí, cũng thu hỏa nguyên thạch trở về, nếu cực diễm cốc có hỏa nguyên thạch, nơi này có băng nguyên thạch hay không. Sau khi tu luyện xong, hắn ẩn vào đáy hồ, tiếp tục phát động săn giết. Lần này, hiệu suất của hắn chậm lại rất nhiều, cho dù có 7 tiểu hồ lô hỗ trợ, không có thời gian 1-2 năm, hắn mơ tưởng thu đủ thủy tinh hoa. Không nói lăng hàn, sau khi la tây, tiền xâm lai rời đi, bọn họ cũng để lộ tin tức lăng hàn ra bên ngoài. Toàn bộ an hoa quận đều oanh động, thiên tài như thế xuất hiện khi nào. Mặc dù vẫn chỉ là tầm bí cảnh nhưng có thể đánh bại siêu cấp thiên tài như La Tây, tiền Sâm lai, đối phương là yêu nghiệt cỡ nào. Trong thời gian ngắn, thiên tài thần bí như Lăng Hàn đã biến thành nhân vật bỏng tay. An Hoa Quận được phân loại thế hệ trẻ bằng cảnh giới, chiến lực, chiến tích, tiềm lực, từ đó chọn ra 100 người nổi bật. Hiện tại La Tây, tiền Sâm lai là thiên tài xếp hạng 8 và hạng 9 đã làm những người xếp sau bọn họ không cam lòng, bởi vì bọn họ không đánh bại Lăng Hàn, cũng đại biểu những người đứng sau không bằng Lăng Hàn. Rất nhiều người trẻ tuổi nóng tính nhao nhao xuất động, đi tới Hàn Thủy Hồ, muốn tự tay đánh bại Lăng Hàn, từ đó lấy lại thanh danh của mình. Một phương diện khác, sau khi hai nhà bàng, lôi thu được tin tức này, bọn họ kết luận trước tiên, người này chính là Lăng Hàn. Trên đời này lấy đâu ra nhiều thiên tài như thế, mới vừa xuất hiện một Lăng Hàn, lại xuất hiện một cường giả bí ẩn. Lại nói, thiên tài thần bí đi Hàn Thủy Hồ khẳng định đang thu thập Thủy Tinh Hoa, không phải Lăng Hàn còn ai vào đây. Kẻ này, nhất định phải diệt trừ. Cao tầng lôi ra đã phát ra mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Lão tổ bàng ra cũng chính miệng hạ lệnh, hai thế lực sinh đan cảnh hành động nghiêm túc, bọn họ bộc phát năng lực kinh người, bọn họ nhập ra tùy tục, cũng nhanh chóng định ra chiến thuật nhắm vào Lăng Hàn. Lần này, nhất định phải tiêu diệt kẻ này, cao thủ hai nhà xuất động, bọn họ trả giá lớn mang theo bảo vật tới Hàn Thủy Hồ. Hàn Thủy Hồ, Lăng Hàn đã dừng lại ở đây 10 ngày, thu hoạch quá mức bé nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với lúc ở cực diếm cốc hắn cảm khái khó trách rất nhiều thế lực lớn biết ngũ hành tạo hóa đan là đồ tốt nhưng rất ít người đi luyện chế cứ nhìn tình hình tại hàn thủy hồ là biết khó dù khó nhưng lăng hàn sẽ không buông tha hắn có chấp niệm rất mạnh biết rõ có thể làm tốt nhất hắn sẽ không chịu kém hơn đúng là như thế từ đó mới giúp hắn một đường trở thành thiên tôn một ngày qua hắn lại nổi lên mặt nước bò lên khối băng nghỉ ngơi khối này băng nổi rất nhỏ nó chỉ lớn vài trượng. Hả, hắn nhìn về phương xa, nhìn thấy một bóng người đạp nước tới, tốc độ cực nhanh. Xeo, người này cũng phát hiện Lăng Hàn, hắn nhảy lên khối băng. Người chính là người thần bí đánh bại La Tây cùng tiền xâm lai. Người kia hỏi, thân mang áo màu vàng, dáng vẻ cực kỳ ngạo mạn. Trường 4059, thanh danh Lan Sa. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn lắc đầu, hắn chính là hắn, cần dựa vào La Tây, tiền xâm lai gia tăng mặt mũi hay sao? Thế nào, người muốn làm người thứ ba bị ta đánh bại? Hắn thản nhiên nói, cũng lười biện bạch, sai, ta tới đánh bại ngươi, chứng minh ta là mạnh nhất trong tầm bí cảnh. Người áo vàng nói, lang hàn suy cười, cho dù hắn thực sự bị người ta đánh bại, như vậy không nói rõ cái gì, bởi vì hắn hiện tại chỉ là khai khiếu cảnh. Vì cái gì mỗi người đều cho rằng hắn là tầm bí cảnh. Oanh, tên áo vàng công kích, hắn xuất một cước, hô, cuồng phong gào thét, năng lượng màu đen quấn quanh giống như hóa thành hắc thiết, Lăng Hàn giật mình, hắn cho rằng đối phương nắm giữ năng lượng hủy diệt, còn sợ hãi nhảy lên nhưng lập tức tỉnh ngộ, đó cũng không phải năng lượng hủy diệt mà là năng lượng kim loại, chỉ là màu đen mà thôi. Hắn xuất một quyền, trực tiếp vận dụng 70 trọng lực tần suất công kích. Âm, um, chỉ một kích mà thôi, tên áo vàng bị đánh bay ra ngoài, oành, đối phương rơi vào trong hồ nước. A, à, tại sao yếu như vậy? Lăng Hàn lẩm bẩm, so với La Tây cùng Tiền xâm Lai, thực lực của người này kém hơn quá nhiều. Người áo vàng nhảy ra, dẫm trên mặt nước, "A, à, có thể đạp nước sao?" Lăng Hàn nhìn kỹ, "A, à, hóa ra hai chân của tên áo vàng di động tốc độ cao, lúc này mới cung cấp đầy đủ lực lượng giúp hắn đứng trên mặt nước." Sắc mặt tên áo vàng đỏ bừng, hắn cũng nghe thấy lời Lăng Hàn nói. Hắn bài danh thứ 34 trong thiên tài đỉnh cấp An Hoa quật, tên là Bùi Quan, mặc dù xếp hạng không đại biểu thực lực tuyệt đối nhưng kỳ thật chênh lệch vài bài danh mà thôi, tuyệt đối không có khả năng từ chiến lực xếp ở vị trí thứ 10 rớt xuống 30 vị. 40 vị. Cho nên, hắn kém xa la tây, tiền xâm lai, không tiếp nối một chiêu của Lăng Hàn. Đương nhiên, cũng không phải hắn quá yếu mà là sau khi Lăng Hàn cải tiến tần suất công kích, chiến lược càng cường đại hơn xưa. Hắn cực kỳ xấu hổ, rõ ràng đến đánh bại Lăng Hàn, sau đó có thể trắng trợn nói khoác, chính mình dùng chiến lược tầm bí cảnh thậm chí vượt qua la tây và tiền xâm lai, kết quả thì sao? Thảm, hắn không lưu lại nơi này, tranh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ, đánh cái cọng lông chạy hắn xoay người rời đi chậm lang hàn ngăn cản đối phương ngươi cho rằng ta mở tiệm người muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi muốn như thế nào người áo vàng hỏi ăn cướp lang hàn cười nói sắc mặt người áo vàng đỏ bừng ngươi không phải thiên tài sao vì sao luân lạc đến mức làm cướp rồi hắn muốn phá vây nhưng hắn không phải đối thủ của lang hàn bị bắt lại sau vài chiêu lang hàn tịch thu pháp khí không gian của đối phương bộ áo vàng trên người của tên này không tệ hắn cũng cởi xuống đây không phải chiến giáp nhưng chất liệu phi phàm, có thể trợ giúp phòng ngự rất tốt. Không cần thì phí, hoan nghênh lần sau trở lại. Lúc này, Lăng Hàn mới nhoẻn miệng cười, hắn rất hoan nghênh đồng tử đưa tiền. Đúng rồi, nói cho những người khác, muốn khiêu chiến ta, nên chuẩn bị tốt thủy tinh hoa, nếu không muốn bị ta đánh cướp. Bùi quan xấu hổ giận giữ rời đi, tài nghệ không bằng người, thua thì cũng thôi đi, đã thế còn bị cướp sạch, hắn làm sao chịu nổi. Hắn vốn không muốn tiết lộ chuyện xấu mình bị thua, hiện tại dáng dấp hắn chật vật như vậy tự nhiên sẽ chắp phá ra chân tướng sau đó trắng trợn tuyên dương nơi này có mạng tinh đằng khoảng cách không phải vấn đề việc này cũng truyền khắp an hoa quận nếu chuyện xấu bại lộ bùi quan dứt khoát nói ra yêu cầu của lăng hàn hiện tại hắn có suy nghĩ khác không thể để một mình hắn chịu khuất nhục như vậy nếu có người càng nhiều hắn sẽ không biến thành điển hình càng nhiều chân tướng bị khai quật ra hóa ra người thần bí nhân tên là lăng hàn từng đánh bại Trương Khải Hoa tại cực diếm cốc, còn chém giết lôi cửu quân. Sau khi hai tin tức này truyền ra ngoài, An Hoa quận chấn động rất mạnh. Người này cũng quá trâu bò, chẳng lẽ vô địch tầm bí cảnh. Tin tức truyền ra, lập tức hấp dẫn càng nhiều người chạy tới tìm kiếm Lăng Hàn, những thiên kiêu bài danh trước top 7 cũng có mấy người buông lời, nói muốn đi gặp Lăng Hàn một hồi. Vị trí của Lăng Hàn biến thành náo nhiệt, luôn luôn thỉnh thoảng bị người khiêu chiến. Có ít người thật sự mang theo thủy tinh hoa đến, đối với loại người này, sau khi Lăng Hàn đánh bại sẽ thu thủy tinh hoa và thả đối phương một con ngựa, nếu không mang thủy tinh hoa tới đánh nhau, vậy xin lỗi, trực tiếp cướp sạch. Càng nhiều người bị đánh bại, danh tiếng của Lăng Hàn càng lớn, mơ hồ có danh xương đệ nhất tầm bí cảnh. Kể từ đó, cho dù đám người cắt đồng, tăng hưng, Yến Nhạc Thủy cũng ngồi không yên, bọn họ là năm tồn tại đứng đầu trong thế hệ trẻ an hoa quật. Lúc đầu căn bản khinh thường chấp nhặt với một tầm bí cảnh nhưng bây giờ tất cả mọi người mang bọn họ ra so sánh với Lăng Hàn, cho rằng bọn họ ở tầm bí cảnh khẳng định không bằng Lăng Hàn. Nếu không, vì cái gì không đi khiêu chiến Lăng Hàn? Rõ ràng sợ thua chứ sao? Hình thái sơ xếp vị trí thứ sáu lên tiếng, nói muốn đi chấn áp Lăng Hàn. Kết quả, hai ngày sau liền truyền ra tin tức, hắn bị Lăng Hàn đánh bại, chẳng những bị cướp pháp khí không gian, ngay cả nội y cũng bị lột ra, cũng xấu hổ chạy trốn. Ai bảo hắn không có thủy tinh hoa? Sau đó, Dương Thành xếp hạng thứ năm cũng xuất thủ, cũng thảm bại như nhau, sau đó Lệ Minh Húc đứng thứ tư vẫn không tránh được kết cục thất bại. Áp lực to lớn đè lên người Cát Đồng, Tăng Hưng, Yến Nhạc Thủy, nếu bọn họ đều bại, tương đương nói thế hệ trẻ tuổi An Hoa quận tại tầm bí cảnh đều bại bởi Lăng Hàn. Dưới áp lực như thế, bọn họ càng trân quý danh dự, không chịu tùy tiện ra tay. Như Cát Đồng đã buông lời, nói căn bản khinh thường giao thủ với Lăng Hàn. Hắn là ai? Đường đường cường giả trúc thiên cơ, tại sao phải tự hạ thân phận đi đấu một trận công bằng với tầm bí cảnh? Từ khi nào giới võ đạo lại có công bằng, chỉ có mạnh được yếu thua. Cho nên, hắn không thể nào đi Hàn Thủy Hồ nhưng Lăng Hàn dám xuất hiện trước mặt hắn, hắn có thể tiện tay trấn áp. Tang Hưng, Yến Nhạc Thủy cũng nói như vậy, thắng Lăng Hàn thì như thế nào, vô địch tầm bí cảnh thì thế nào. Bọn họ chính là cường giả trúc cơ, muốn truy đuổi mục tiêu cũng không phải thiên tài trong An Hoa quận mà là những thiên tài đứng đầu các quận khác. Lúc này, Lăng Hàn tiến vào Hàn Thủy Hồ hơn nửa tháng. Một ngày sau, Hắn xuất hiện trên mặt hồ nghỉ ngơi, đúng vào lúc này, xèo, đột nhiên phía trước có một khối tảng đá to lớn đập tới, vẫn chưa xong, phía sau lại có tảng đá bay tới gần. Công kích như vậy không tính là gì, hắn có thể nhảy lên tránh thoát. Nhưng khi Lăng Hàn nhún người nhảy lên cao, hai tảng đá như có sinh mệnh, bay một đường vòng cung và tiếp tục truy kích. Việc này nằm ngoài dự kiến của Lăng Hàn, ầm, hắn bị hai tảng đá đụng trúng.